Vâng, tín hiền chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục một chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng bên em vừa khui kiện xong này. Đấy, rất nhiều những cái mã hàng hay các bác nhá. Có cái mã cà mèng cặp lồng này. Rồi bắt đầu đang vào mùa hè thì có cái khay đá silicon nhá. Cũng nhiều bác hỏi khay đá silicon này, hôm nay hàng tiếp tục về này. Đấy, và về thêm cho bác một cái lô chảo của Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, rất chất lượng luôn. Tí nữa sẽ đi vào quay trực tiếp. Đó thì một số mã hàng mới. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua cứ hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho bác nhé. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhé. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái khay đá silicon này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái khay đá silicon nhá. Rất nhiều bác hỏi cái mã khay đá silicon này. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về này. Bắt đầu đang vào mùa hè rồi. Các bác làm đá làm điếc nhiều, nó đi mua đi mấy khay đá silicon này. Cái khay đá này nó cũng như là những cái khay đá thông thường thôi, nhưng mà cái điểm hay của cái sản phẩm này là khi mà các bác lấy đá ra nó rất là dễ lấy. Đấy, thì cái phần dưới đáy nó này, nó thiết kế là cái dạng silicon. Đấy, nó rất là mềm các bạn, rất là mềm. Nên khi mà các bác lấy đá, các bác chỉ việc ấn lên này. Đấy, các bác ấn lên. Đấy. Cái này mặc dù các bác để trong tủ lạnh thoải mái không lo nó bị đông cứng nhá. Nó vẫn rất là mềm. Đấy, các bác chỉ việc ấn cái là đá nó sẽ nhô lên luôn, rất dễ dàng lấy. Và đi kèm là nó sẽ có cả một cái nắp nhựa này nữa. Đấy, để khi mà mỗi lần mà các bác có để chồng với nhau ấy, đấy để chồng nhau là nó không bị dính các khay vào nhau nhá. Đấy, nó không bị dính các khay vào nhau vì nó có cái nó có một cái miếng nhựa này nó đậy lên trên rồi. Đấy, nên các bác để trong tủ lạnh các bác có thể để chồng với nhau nhá, mà không phải là ví dụ bình thường là các bác không có khay là các bác có phải để dàn trải ra, vừa tốn diện tích mà lại không tối ưu được là cái không gian của cái tủ lạnh nhá. Nhiều khi các bác để được mấy khay đá chật bố rồi thì các bác mua cho mấy khay này. Đấy, về là nó có cái nắp này các bác có thể để chồng nhau và khi mà các bác lấy đá ra nó rất là dễ lấy luôn nhá, rất dễ lấy luôn. Đây, cái này thực tế nha, mà cũng đang dùng một cái đây. Đấy, cái này thực tế nha, đang dùng đây, cái khay này em vừa lấy trong tủ lạnh nha này, các bác nhìn này. Đấy, các bác chỉ việc ấn này. Đấy, ấn các bác ấn dưới đít này. Đấy, các bác ấn mạnh em dưới đít, đó là nó đẩy ngay các bạn. Đây, đẩy ngay. Đó, thấy không? Nó rất là dễ dàng lấy các bạn. Đấy, rất là dễ lấy nhá. Mặc dù đây này, đá em để trong tủ lạnh này con này như rất là mềm nhá. Đấy, cái silicone rất là mềm. Đấy, ấn mạnh em cái. Các bác cứ lấy hai ngón tay các bạn ấn dưới đít này, đó là lên ngay. Nó rất là dễ làm lấy lên nhá, đây này. Đấy, viên nào nó cũng dễ lấy lên luôn này. Các bác nhìn không? Đó, đá em vừa lấy tủ lạnh luôn nhá. Đấy, vẫn còn đặc này. Đó, đây này. Đó, lấy ra rất là dễ luôn nhá. Lấy ra rất dễ luôn. Đấy, nên là cái hay của cái khay đá silicon này như thế. Rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm cái khay đá silicon. Đấy, bên em sẽ báo giá bác luôn. À, các bác mua lẻ một khay, thì bên em sẽ bán cho bác giá sẽ là 20.000 một khay nhá. 20.000 một khay. Còn nếu mà các bác khi mà các bác mua theo combo là 3 khay đá một, 3 khay đá thì bên em sẽ tính với bác giá là 50.000. Đấy, 3 khay là 50.000. Còn các bác mua lẻ một khay thôi nhá. Mua lẻ một khay thì sẽ có giá là 20k một khay nhá. Đấy, mua lẻ một khay là 20. Còn các bác cứ lấy theo combo là 3 khay một thì sẽ có giá là 50.000 thôi nhá. Đấy, 50.000 cho 3 khay đá silicon. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay đá. Chất liệu là cái đế của nó là đế silicon. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng và hay thôi nhá, tiện dụng. 20.000 một cái, lấy lẻ lấy theo combo 3 cái thì sẽ là 50.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng cà mèng này. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam này các bác hay gọi cái này là cà mèng hoặc là ở ngoài Bắc hay gọi là cặp lồng nhá. Đấy, cặp lồng thì em báo giá luôn. Cái này sẽ có dung tích là 1,6 lít nhá. Là giá sẽ là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Đây, dung tích 1,6 lít này. Đấy, con này thì các bác mang cơm đi làm này. Đấy, đi làm hoặc là đi bệnh viện này, đi dân văn phòng, đấy, mang cơm mang nước đi làm, anh em công trình công trường mang cơm mang nước đi rất ok nhá. Thì đây, một bộ sản phẩm của nó sẽ gồm có là một cái cặp lồng chính này, đấy, để các bác đựng cơm canh vào đây này, rất dày, rất chắc chắn luôn, dày lắm ạ. Đấy, inox 324, dày dã man luôn, có phần quai sách rất chắc chắn nhá. Đấy, đinh tán này, làm rất thiết kế rất chắc chắn, dày luôn. Đấy, có thể là giữ nhiệt các bác giữ nhiệt cho em thoải mái luôn nhá. Và đi kèm này của nó sẽ có là hai cái khay, đấy, hai cái khay nha. Đấy, thì các bác có thể lồng vào đây. Đấy, ví dụ khay dưới đây các bác để đồ ăn này, hoặc là canh kệ các thứ cơm này. Khay bên trên này các bác đựng những cái đồ ăn ví dụ thịt thà đứng vào đây ok. Và đi kèm là một cái nắp đậy nha. Đấy, thì các bác xoáy gen vào đây nhá. Của nó là dạng gen xoáy, các bác xoáy vào cái là nó đậy kín nó luôn, rất kín nhá. Đấy, các bác xách mang đi mang lại rất ok, rất tiện dụng mà chắc chắn, bằng inox 34 thì các bác dùng nó rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời, mới keng nguyên hộp luôn nhá. Và cái nắp đậy này rất hay này, là khi mà các bác mở ra thì nó sẽ biến thành một cái bát các bác nhá. Đấy, biến thành một cái bát để các bác có thể ăn cơm vào đây được luôn. Đấy, thì như các bác mang đi, các bác chỉ mang cho em là một cái thìa một đôi đũa thôi, không cần phải mang bát biết gì cả. Đó, thì đây nó đã có sẵn cái nắp này, là coi như các bác dùng thành một cái bát được luôn rồi, rất tiện dụng luôn. Đấy, phần
Quay sách này, sách mang đi mang lại rất ok. Dung tích là 1,6 lít nhá. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời. Giá của nó thì sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Đấy 1,6 lít nhá. Giá của nó sẽ là 120.000, một cái cà mèng hoặc là lên mã cho em là cái cặp lồng đều được nhá. 120k dung tích 1,6 lít rất ok, chắc chắn, chất lượng lắm, cầm nặng trịch luôn. Đấy. Dày rất inox dày lắm ạ, inox dày. Đấy, vừa có bát này, vừa có khay để các bác đựng đồ ăn các thứ này, quá tiện dụng luôn. Đấy, đi làm công trình công trường văn phòng rồi ví dụ như là mang cơm cho người ốm người bệnh, mang vào bệnh viện cũng ok luôn các nhá, rất tiện dụng. Đấy, bạn lại ok, 120k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay bên shop về cho bác một cái lô chảo Hàn Quốc rất là xịn nhá. Đây lô chảo Hàn Quốc này, lô chảo hàng Hàn Quốc, size này của nó sẽ là size 32 cm, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới nguyên hộp, hàng thanh lý siêu thị rất xịn sò. Đấy, em báo giá luôn 140.000 một cái chảo thôi, chỉ có 140.000, giá siêu hạt rẻ nhá. Đấy mà rất chất lượng, chống dính ngon lành luôn nhá. Đấy chống dính ngon lành đây. Sản phẩm này thì đây sẽ gồm có là vung này, vung kính cường lực trong suốt nhá, để các bác có thể là tiện theo dõi đồ ăn các thứ ok. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là cái phần quai vung. Đấy cái phần tay nắm và vung ấy để về các bác lắp vào nhá. Còn đây thì em nó quay nhanh thôi. Thì nó nguyên túi này thì về các bác lắp vào, nó có ốc vít đầy đủ hết rồi, về các bác tự lắp này. Phần cán chảo này thì cũng tháo rời ra không nhá. Đấy tháo rời luôn. Đây. Đấy, chữ Hàn Quốc này. Và đi kèm thì sẽ có kèm luôn các bác một cái môi để các bác xào. Đấy những cái chảo rung dính ấy là các bác xào, và các bác nấu các bác để ý ấy, các bác dùng những cái môi bằng gỗ ấy, những cái đồ bằng gỗ nó đỡ xước cái chống dính thì nó sẽ giữ được bền hơn các bạn, giữ được bền hơn. Đấy thì bên nhà xuất rất cẩn thận là sẽ có kèm cho bác một cái môi bằng gỗ này, rất là ok luôn này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc chảo này. Chảo này thì đường kính của nó rất là rộng luôn, 32 cm nhá, và rất sâu lòng nhá. Cái này sâu lòng nó phải dựng lên khoảng tầm 10 cm, sâu lòng lắm. Các bác xào nấu vào đây cho em rất ok. Đấy, xào nấu rán nước rán riếc cho em ok. Bên ngoài bên trong thì đều được tráng một lớp chống dính vân đá nhá. Đấy, tráng một lớp chống dính vân đá này đây bên trong này. Đó bên ngoài này, đó bên ngoài này. Cái này thì có thể dùng được mọi loại bếp luôn nhá, không kén bếp đâu. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ là các bác chơi hết cho em luôn. Đấy, bếp từ, bếp ga là dùng hết luôn. Rồi là bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp than dùng hết các bác nhá. Đấy dùng hết luôn. Đây, tráng chống dính ngon lành thì về các bác chỉ việc lắp đặt và các bác xài thôi. Khi mà gửi thì bên em sẽ tháo rời ra đấy để tiện cho việc vận chuyển nhá. Còn đến nơi thì các bác cứ nhận hàng đấy, sau đó các bác kiểm tra và về các bác tự lắp đặt và các bác xài đó. Thì khi lắp đặt và các bác xài thôi, rất là ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha luôn đấy, mới keo nguyên hộp này, các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, quá ok. Đấy dùng được cho em tất cả các loại bếp nhá, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều được nhá. Và hàng này của nó là hàng size to, hàng size là 32 cm. Nên là khi mà các bác nấu nướng vào đây nó rất là rộng rãi thoải mái nhá các bác nhá. Đấy, nấu nướng đây rất là rộng rãi thoải mái. Và cái hay của sản phẩm này là nó có kèm vung này. Đấy, kèm vung này. Ví dụ như khi mà các bác dán giết các thứ này thì các bác đậy vung vô không nó bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài này. Hoặc là ví dụ các bác mình muốn dán xong mình muốn nấu luôn một cái nồi canh ở đây chẳng hạn này. Đấy thì nó có vung này, các bác nấu luôn một nồi canh. Đấy có vung viếc đậy vào. Đấy đun nước các thứ nhanh sôi các bác nhá. Đấy và ví dụ như mình có hầm hiếc ở đây cũng ok vì nó có cái vung này giữ nhiệt này. Đó ok luôn. Rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng mới nguyên hộp nha. Giá sẽ là 140.000 và size của nó sẽ là size 32 cm nhá. Đấy, size 32 cm, size to đúng không nhá? Size to đấy, không phải size nhỏ đâu. Đó, rất rất nhá. Phụ kiện thì đầy đủ bên trong chảo luôn. Về các bác cứ nhận hàng kiểm tra sau đó về các bác lắp đặt và xài thôi. 140.000. Lên mã giúp em sẽ là cái chảo Hàn Quốc 32 cm nhá. Đường kính là 32 cm. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp băng gô này. Đấy, hộp băng gô hay còn gọi nhiều bác hay gọi là cái hộp băng dán vết thương nhá. Đấy băng dán vết thương. Một hộp này là 100 miếng này. Đấy 100 miếng thì nó sẽ có 4 loại băng gô trên hình các bác đang coi đây, mà hình tròn này, các loại ngắn ngắn này, loại dài này và các loại nhỏ nhỏ này. Để các bác dính đa năng hầu như là tất cả các loại vết thương. Đấy từ to đến nhỏ ok luôn nhá. 100 miếng hàng rất là xịn luôn. Và cái băng dính này nó không như những cái dòng băng dính thông thường ấy, không như những dòng băng gô thông thường các bác mua ngoài chợ đâu. Đấy là ví dụ mua ngoài quán xá đâu. Cái này của nó là hàng siêu dính luôn. Mà ví dụ như là các bác dính xong mà tay chân của bác hoặc những cái chỗ đau, các bác có bị vào nước ấy, không lo nó bị bong đâu nhá, không lo nó bong đâu. Đấy, vì cái này em dùng thực tế rồi, bình thường là các bác hay dùng những cái loại ở cửa hàng cửa hiệu ấy là dính ấy là khi mà gặp nước là rất là dễ bong như con này này. Cực kỳ ok luôn, về các bác cứ dính thử cho em đi. Đấy, cam kết bác luôn, dùng thích lắm. Đó. Mà một hộp này là 100 miếng, nó có 4 loại băng gô khác nhau này luôn. Đấy, 4 loại này để các bác dính
đa các vết thương đấy, và cũng như là sử dụng cho cả gia đình nhà mình đấy, mua một hộp 100 miếng về xài cả gia đình, xài cả năm giờ luôn đó. Mà giá thì siêu hạt rẻ, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp băng gâu hoặc là hộp băng dán vết thương đều được nhá. Một hộp này thì hiện tại em đang gửi bác là 100 miếng này, với giá nó chỉ có 20k thôi, 20k. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp băng gâu nhá, băng gâu hoặc là băng dán vết thương. Một hộp là 100 miếng là 20k, là nó có đủ loại như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đóng gói trong hộp này. Về là các bác chỉ việc lấy ra các bác xài, hoặc là nếu mà không thì các bác lấy ra các bác để sẵn luôn vào trong tủ, cái tủ thuốc nhà mình ấy. Về là cứ đến đâu là mình lấy ra mình xài thôi. Đấy, xem cái mẫu nào nó phù hợp với cái vết thương mình bị. Đấy thì các bác lấy các bác dán vào là xài. Hình tròn này, rồi là cái loại ngắn ngắn tầm trung này, cái loại dài hẳn này, và một cái loại nhỏ nhỏ này. Đấy, 4 loại nha, là tổng là 100 miếng nha các bác nhá, 20k một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng cũng rất là hay về các bác sử dụng gia đình nhà mình này. Đó, lên mã em sẽ cái bộ dao cạo lông nhá. Đấy, khi mà các bác mua cái bộ này thì sẽ gồm có là một thân dao và đi kèm đó là một cái hộp dao 10 lưỡi này các bác nhá, một cái hộp dao 10 lưỡi nha. Đấy, về thì các bác chỉ việc xài thôi. Cái này về các bác có thể dùng, mình dùng để cạo lông lợn. Đấy, rồi cạo lông các thứ, rồi cạo lông những cái đồ, những cái con vật mà các bác thịt ấy, mà nó hay nhiều lông thì các bác mua về. Đấy, thì đi kèm là một cái hộp lưỡi dao này. Đấy, các bác chỉ việc lấy trong lưỡi dao này ra này. Đó, sau đó là các bác lựa lựa các bác dắt vào đây. Đó, dắt vào đây. Đó, các bác dắt vào chưa? Đấy, khi mà các bác dắt vào nó sẽ nhảy, đấy nó như một cái con dao mà các bác hay nhìn thấy con dao này, người ta hay cạo cạo ở quán tóc ấy, người ta hay cạo, ví dụ người ta hay cạo cắt tóc xong rồi nó hay cạo các thứ râu ria đó bác ấy. Thì đây các bác nhìn này, đấy, nó giống như này. Đấy, thì về các bác dùng để cạo lông này, hoặc là mình có thể tỉa tót này, rồi là cắt xén một số cái đồ vật các thứ, rồi đó, rất ok. Về các bác chỉ dắt vào nhá, và khi mà lưỡi cồn được bác bỏ ra, các bác thay lưỡi khác vào được luôn. Đấy, có thể thay lưỡi thoải mái luôn nhá. Đấy, đi đây một con dao tay cầm cán gỗ này, phần thân nó thân inox luôn nhá. Đấy, và đi kèm là một cái hộp 10 lưỡi này luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá, lên mã thì em sẽ cái bộ dao cạo lông nhá. Đấy, bộ dao cạo lông một bộ này là một combo bộ như này này, là đi 30k nhá, 30k. Đấy, lên mã thì em sẽ cái bộ dao cạo lông nhá, 30k một cái bộ combo dao cạo lông nha, 30k thôi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là dao cạo lông nhá, 30k bộ, bao gồm là một thân dao và một hộp 10 lưỡi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vòi nước V21 này. Các bác cứ lên mã như em sẽ cái vòi nước đơn hoặc là cái vòi nước V21 đều được nhá. Đấy, một chiếc vòi nước inox 304 rất là xịn luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái phần hệ thống nước nhà mình các bác xài nhá. Con này thì inox 304. Đấy, phần khóa đây cực kỳ trơn tru, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, và lượng nước ra rất là đều. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá, gen là gen 21 này. Đấy, gen 21 về các bác sử dụng. Đấy, đây nó có cả một cái phần khớp nối nhanh này. Đấy, đây tay gạt của nhá, tay gạt là rất nhẹ nhàng tình cảm luôn, nó rất là êm luôn nhá. Đấy, con này dùng ok lắm, dùng chắc chắn và bền, riêng những cái dòng inox của các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, đây phần núm này. Em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vòi nước V21 hoặc là vòi nước đơn đều được. Đấy, vòi đơn V21 nhá. Đấy, V21 này em báo giá luôn, giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán xá ra ít thì người ta phải bán cho bác khoảng tầm 70-80.000 một cái. Đấy, bên em gửi bác giá siêu tốt luôn. Đấy, inox 34 mà nó chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, tay gạt rất êm. Về các bác kết nối vào những cái gen 21, những cái vòi nước có sẵn này mình ấy. Đấy, các bác thay những cái vòi nhựa đi, chuyển sang dùng những con vòi inox cho em rất là bền luôn. Đấy, sử dụng ok, tay gạt nhẹ nhàng tình cảm nhá, 50k một cái thôi. Vòi đơn V21 nhá, có nhá, vòi đơn V21 50k, inox 34 luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ gia vị này. Các bác lên mã giúp em sẽ là cái lọ đựng gia vị nhá. Đấy, lọ đựng gia vị em bán giá luôn. Một lọ này hiện tại em đang bán giá sẽ là 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị nha. Đấy, 15k một lọ, giá rất hạt rẻ bình dân. Mà về các bác dùng đựng gia vị cực kỳ hay luôn. Đấy, cái này anh em dùng dù hay lắm. Ở đây. Sản phẩm thì cái phần thân của nó là bằng thủy tinh nhá, nên các bác dùng rất yên tâm rồi. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là phần nắp này và một cái rất là hay. Đấy thì về thì các bác tháo cái này ra. Đấy, sau đó các bác lắp vào đây xem. Lắp vào đây. Đấy, gen xoáy mà. Lắp vào đây, sau đó các bác đổ gia vị vào và các bác lấy cái phần núm lồi này đó, và một cái thìa này các bác cắm vào. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm chặt vào nhá. Và lúc nào mà các bác lấy gia vị thì các bác bình thường các bác đậy nhầy nhá. Còn nếu các bác muốn lấy gia vị các bác mở nắp ra, xúc xem cái, hất ra, xúc gia vị mì chính mắm muối thứ các bác xúc cái hất ra. Thế là xong. Đấy, không cần mình bình thường là các bác cứ hay phải thò tay, hoặc thậm chí là khi mà tay ướt các bác thò vào đấy nó hay bị ướt gia vị, rất là khó dùng mà rất là khó sử dụng nhá. Thì các bác mua trong này về một cái sản phẩm rất thông minh luôn. Đấy, chỉ việc cầm một cái núm này rút ra cái
lấy gia vị hất ra cái chà vào đấy, khi mà chà xong cái lại đậy kín vào đó, kín mít ngon lành luôn nhá. Phần trên này nhựa ABS, phần dưới thì là thủy tinh trong suốt rất chắc chắn luôn. 15k một cái lọ thôi nhá, chỉ có 15.000, lên mã em sẽ cái lọ gia vị nhá, 15k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dây cọ lưng này. Đấy, bác nào mà tắm hay muốn kỳ lưng cọ lưng để các bác massage này rồi nó sạch sẽ, các bác mua cho em cái dây này về. Nó là chất liệu là bằng silicone nhá. Đấy, nó sẽ có hai mặt để các bác đều có thể kỳ cọ luôn, vừa kỳ cọ cho nó sạch ghét các thứ này. Đấy, rồi là vừa massage nhá, đây nó có những cái gai silicone rất là mềm. Đấy, các bác vừa kỳ cọ vừa massage dùng rất là thích luôn. Ở đây là hai cái tay cầm này, hai tay cầm này các bác vắt đằng sau lưng, sau đó các bác kéo đi kéo lại. Đấy, kéo đi kéo lại nó rất ok luôn. Đó. Cái dây cọ lưng này thì hiện tại em đang gửi bác giá rất là dễ mua, chỉ có 20.000 một dây thôi cô nhá. 20.000 cho một dây cọ lưng nhá. Đấy, 20k một dây cô nhá. 20k. Lên mã thì em sẽ là dây cọ lưng nhá. 20.000 một dây. Đấy, có những cái phần đầu silicone này. Nói chung là bán khá là nhiều. Dùng thích lắm, nó silicone dẻo mà nên dùng cực kỳ thích luôn. Thì chúng ta thường kỳ cọ đây có anh nhìn bàn chải bông tắm hay sơ mướp đúng không ạ? Thì việc khó khăn đầu tiên chúng ta hay gặp phải là không thể đưa được tay hay bàn chải bông tắm ra sau lưng để kỳ cọ lưng đằng sau được. Chính vì vậy mà rất nhiều các anh các chị hay gặp phải cái vấn đề mụn lưng. Tuy nhiên với dây đai cọ lưng silicone Hàn Quốc này, chúng ta sẽ làm cái chuyện đó dễ dàng hơn và thú vị hơn rất là nhiều. Với ưu điểm là chất liệu silicone cao cấp, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Bề mặt bàn chải thì được thiết kế với nhiều đầu sợi silicone dày 1 cm để dễ dàng làm sạch bụi bẩn ở sâu bên trong lỗ chân lông. Thiết kế tay cầm vừa vặn chắc chắn, giúp dễ cầm nắm mà không bị trơn trượt, cải thiện tuần hoàn và phục hồi da. Lý tưởng để làm sạch những vị trí khó tiếp cận như là làm sạch lưng, cổ, vai, bàn chân. Khi tắm, những đầu sợi silicone này chà cọ vào da, ngoài tác dụng làm sạch da còn giúp massage khi tắm, tăng tuần hoàn máu dưới da và tẩy tế bào chết, đem lại cảm giác thư thái và một cơ thể hoàn toàn sạch sẽ khi tắm. Nhà mỗi bác lên sắm 1-2 dây về dùng. Link mua hàng thì em để lên dưới. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k nhá, 20k cho một cái dây cọ lưng nhá, 20.000 một dây cọ lưng silicone nhá. Tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái xưởng hấp này, cái xưởng hấp em lên thanh lý nhanh bác luôn. Đấy, bao tiền nhỉ? 80.000 đúng không nhá, 80.000 thôi. Hôm nay thanh lý trả kho luôn. Bữa trước đang bán cái xưởng là 150.000, hôm nay em thanh lý bán lỗ vốn cho bác luôn. Đấy, cái này là một cái xưởng này các bác mua về để hấp đồ nhá. Đây, nó là như này này, một cái xoong và một cái xưởng hấp nha. Đấy, ngoài chức năng là các bác có thể hấp thì mình có thể là chuyển sang những cái món luộc được luôn. Con này là 28 cm nhá, hàng này của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá. Đấy, hàng thanh lý siêu thị thì nó cũng đôi khi là nó cũng có thể là hơi xước sát một chút thì cái này không tránh được các nhá. Đây, đây là cái phần khay hấp của nó này, khá là sâu to rộng, 28 cm, các bác chứa được rất là nhiều đồ. Đây là cái xoong đi kèm này, nó có cả cái nắp vung luôn. Nguyên cái xoong mà có những cái nắp vung nó bằng kính như này các bác mua rất là đắt tiền, nhưng con này là nắp kính luôn luôn nhá, nắp kính luôn, quá ok luôn này, nắp kính này. Đấy, rồi là phần nắp vung thì về các bác lắp vào. Đấy, lắp vào các bác nhá. Đấy, sau đó ví dụ các bác muốn có những cái món luộc thì các bác để đây, các bác dùng những món luộc này. Đấy, sau khi mà luộc xong, sau khi mà luộc xong thì các bác muốn hấp ấy thì các bác để cho em cái xưởng lên đây. Đó, để cái xưởng đây. Ví dụ các bác làm những cái món hấp thì các bác để đây cho em nhá. Quá ok luôn này. Đấy, vừa hấp này, vừa hấp này, vừa luộc này, một trong hai luôn nhá. Các bác vừa có một cái xo này các bác nấu canh, vừa có một cái xưởng này các bác hấp nhá, là đi kèm có cả vung viếc đầy đủ là quá là ngon lành luôn. Hôm nay em thanh lý xả kho bán nốt cho bác luôn, còn khoảng tầm chục chiếc nữa bán nốt luôn. Giá của nó sẽ là 80.000 thôi, bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em giảm giá xả kho là 80.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái xưởng hấp nhá, xưởng hấp. Nhiều bác hỏi là cái xưởng hấp này là có dùng được bếp từ thứ không thì em báo luôn là con này có thể dùng được tất cả các loại bếp nhá. Đấy, từ bếp ga này, bếp hồng ngoại này, rồi là bếp điện, bếp từ, nói chung là tất cả các loại bếp đều dùng được hết luôn nhá, nên là các bác yên tâm, nó không bị kén bếp đâu. Đấy. 150.000 đang giảm giá còn có 80.000 thôi, xưởng hấp nhá. Kích cỡ là 28 cm, hàng thanh lý siêu thị mới keo nguyên hộp luôn các bác nhá. Rất là xịn sò ngon này. Đi kèm đầy đủ vung viết các thứ rồi. Các bác mua một được hai. Đấy, giả tiền một nhưng mà được hai luôn đấy nhá. Mua hai, mua một dùng hai có ok luôn. Đó. Theo em về một số cái mã hàng đồ nhà bếp này. Đấy, đồ nhà bếp em cũng lên bán nhanh bác luôn nhá. Đấy, đầu tiên đó là cái ép tỏi này. Đấy, 60.000 một chiếc này nhá. Ép tỏi của Đức nhá. Cái này thì về chuyên cho bác ép tỏi ép hành. Đấy, các bác ngại dã và các bác muốn ép lấy nước ấy, thì các bác cho con này vào, cho vào đây để các bác ép này. Con này inox 304 nhá. Cầm rất là chắc chắn luôn. Hàng của Đức này, Wailing Made in Germany nhá, inox 304 sáng bóng luôn. Đấy, về các bác cho tỏi cho hành vào đây các bác ép này, vừa lấy bã này vừa lấy nước cho em luôn. Đấy, ép rất là ok chắc chắn luôn. Đấy, con này hàng dày cộp luôn này, có nhìn này, hàng rất là dày nhá, hàng dày dã man, inox rất là dày. Đấy, sáng bóng, sáng loáng luôn nhá. Đấy, đây đó, Made in Germany của Đức nhá, ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi Đức này thì đang gửi bác là 60k một chiếc nhá, 60.000 cho một chiếc ép tỏi nhá, 60.000 thôi.
Đấy, các bác mua về sử dụng ép tỏi em đồ thứ rồi ok luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây liếc mài kim cương Diamond Samper này. Đấy, con này nó có một cái lớp kim cương nhân tạo nhá. Đấy, thì khi các bác mài rất là nhanh sắc, liếc mài kim cương. Cái liếc mài kim cương này đang có giá là 100k một cây nhá, 100.000 trong cái cây liếc mài kim cương này. Ở đây. Về các bác chuyên để các bác liếc dao các thứ này, liếc dao liếc đồ. Made in Japan. Đó, made in Japan. Ở đây sẽ gồm có là một mặt phẳng này và một cái mặt lồi. Đấy, mặt phẳng này các bác mài kiểu cái mặt dưới ra dao rồi, còn mặt trên này các bác ví dụ như các bác cầm dùng để các bác liếc này. Đấy, các bác liếc này thì các bác dùng là các bác mài này. Đấy. Còn ví dụ như là cái mặt phẳng này thì ví dụ như các bác cầm một bác rũa này. Đấy, các bác cầm một bác rũa này. Đấy, cầm một bác rũa lưỡi dao này. Đấy, con này các bác cứ rũa qua cho em lượt cái là dao rất là sắc luôn. Đấy, dao rất sắc ok luôn nhá. Các bác rũa các loại dao cho em luôn, từ dao giấy đến dao nhà mình ăn uống. Dao nhà mình sử dụng dùng để nhà bếp, nhà giáp các thứ ok luôn. Đấy. Cái này là cái cây liếc mài kim cương nhá, hàng made in Japan. Con này chiều dài chắc rơi khoảng tầm là 30 cm nhá, 30 cm, có phần tay cầm rất chắc chắn luôn. Đấy, mài rất là nhanh sắc nhá, made Japan. Con liếc mài kim cương này thì nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nhá, nên khi mà các bác mài rất là nhanh sắc nhá, hàng Nhật đây. Đấy, Diamond Sapper này, đấy Diamond Sapper, Diamond là cái này là diamond đấy, là kim cương thôi nhá. 100.000 nhá, 100.000 cho một cây liếc mài kim cương này, 100.000. Cái cây này bên em bán khá là nhiều rồi. Hàng dùng ok. Đấy, nói chung là các bác dùng phản hồi rất là tốt luôn. Đấy, đó là một cái số cái sản phẩm về nhà bếp nhá cô nhá. Liếc mài kim cương thì là 100.000 một cây, còn cái cây ép tỏi của Đức nha, ép tỏi ép hành của Đức nhá thì là 160k nhá. Đấy, rồi em sẽ đi qua những cái mã hàng tiếp theo. Luôn cho bác mã hàng đó là con bình tưới cây của Nhật này. Đấy, hàng made in Japan. Đó. Con bình tưới cây dung tích là 2 lít nhá cô nhá, dung tích là 2 lít. Đó. Đây, có phần vạch đo luôn này, đầy đủ luôn. Chất liệu thì toàn bộ bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Dòng này thì nói chung là các bác dùng thì siêu bền rồi. Và cái con này là cái phần piston của nó rất là nhẹ. Đấy, piston rất nhẹ này. Các bác nghe cái tiếng em đẩy này, piston này. Cái piston rất là nhẹ và cực kỳ là êm luôn. Cái lượng hơi nó đẩy vào rất là nhanh. Đấy, các bác chỉ việc bơm cho em vài phát thôi là cái lượng hơi nó đẩy nó đã đầy hết bình luôn rồi, nên là cái lực phun cũng rất là khỏe nhá. Đấy, lực phun rất là khỏe luôn. Đó, con này thì đầu thì cũng có chỉnh các chế độ phun ok luôn. Đấy, và các bác cũng có thể là tháo ra để các bác vệ sinh cái phần đầu này ok luôn, một cách là rất là dễ dàng. Đấy, toàn bộ nó bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Đấy, thiết kế rất là chắc chắn. Và con này có một chi tiết rất hay, đó là cái chi tiết là cái phần xả hơi này. Đấy. Khi mà các bác bơm đầy hơi vào đây, đấy mà các bác ví dụ như là các bác không dùng nữa, các bác bơm xong rồi, các bác phun xong rồi mà các bác để cái hơi lượng hơi trong nó lâu là cái bình nó rất là hay bị hỏng. Đấy. Là cái hơi nó ép là nó rất hay bị tách những cái đường ghép này. Đấy, thì con này nó có một cái chế độ, đó là cái chế độ xả hơi nhá. Đấy, chế độ xả hơi là khi mà các bác dùng xong các bác xả hết hơi cho em thì cái bình nó tăng cái thừa độ của bình lên, cái bình nó rất là bền. Cái bình nó không bị hơi nó ép nên là bình nó rất là bền nhá. Đấy, bình nó rất là bền. Đó. Hầu như là những cái bình nó lỗi ấy, thì chỉ nó lỗi là nó bị tách bình, nứt bình thôi, là do cái lượng hơi ở trong nhiều quá. Các bác không xả đi được. Đấy, các bác không xả được thì nó sẽ bị nứt bình. Đấy, có thế thôi. Còn là ở đây nó đã thiết kế một cái van xả như này rồi. Đấy, khi nào mà dùng xong thì các bác xả nó đi thôi nhá. Xả đi đây, để em xả cho bác coi này. Đây nhá, đây để em xả cho bác coi về cái sản phẩm, các bác nghe cái tiếng xả này. Đấy, các bác nghe tiếng xả nhá, đây. Đó, các bác nghe tiếng xả không? Đấy, khi mà bình mà nó còn nhiều hơi thì các bác nên xả đi. Đấy, thì nó có một cái van xả nhanh ở đây. Đấy, thì các bác kéo cái van này lên là tự động là cái hơi nó xả hết ra. Thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ của bình lên, bình nó không bị ép hơi nữa, thì những cái chỗ vết nối thứ này nó rất là bền thôi nhá. Đấy, bình thì dung tích của nó là 2 lít, hàng made in Japan. Đấy, giá thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái bình tưới cây 2 lít này với giá là 110.000 một cây nhá, 110.000 cho một cái bình tưới cây 2 lít nhá, 110.000 một chiếc thôi. Đấy, giá nó rất là hợp lý, dễ mua, phần tay cầm cái thứ này. À, mỗi chi tiết nhỏ nữa là đây, cái phần tay cầm này, khi mà các bác đẩy cái phần khóa vào cho em là nó sẽ tự động là nó sẽ bơm luôn, nó sẽ khóa cái trạng thái là đang bơm vào luôn, các bác không cần phải bóp nữa nhá. Đấy, là các bác chỉ việc đẩy này vào là tự động là nó sẽ khóa hãm luôn này. Còn nếu mà lúc nào mà các bác muốn bấm nhấp nhả thì các bác bấm này, còn nếu mà các bác muốn nó bấm liên tục, đấy, nó xả liên tục thì các bác đẩy này vào là tự động là nó sẽ xả ra liên tục luôn nhá. Đấy, xả ra liên tục luôn. Đây, đây là các bác còn này. Đấy, bình thường là các bác sẽ xả này này, còn nếu các bác muốn xả liên tục thì các bác đẩy cái này vào cho em. Đấy, nó vẫn xả liên tục này. Đấy, nó xả liên tục thôi nhá, xả đến lúc nào mà nó hết hơi thì thôi. Đấy, và lúc nào các bác lại kéo nó về. Đó là cái chốt khóa lẫy của nó. Đấy, chốt khóa lẫy thông minh của nó nhá, rất ok luôn. Bên trong đây, em tháo ra coi. Bình thì rất là dày, bình dày lắm. Đó, bình dày.
Cái nhựa của nó là cái nhựa ABS cao cấp nha, nên là cầm cái bình rất là chắc tay. Bên trong là phần lõi ti, phần bơm này. Đó, thiết kế rất chắc chắn nhau nha. Ok luôn. Giá thành thì chỉ có 110.000 một chiếc thôi. Đấy, một chiếc bình tưới cây 2 lít để về các bác sử dụng tưới cây, tưới hoa, phun thuốc, rồi là chăm sóc cây cảnh, thứ nhà mình ok luôn nhá. 110.000 một chiếc nhá. Đấy, các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn này, 110k. Đấy, số lượng cái này nó không có nhiều đâu các nhá. Số lượng chắc là khoảng tầm vài chục bình, chứ không nhiều đâu. Thì các bác nào nhanh tay chốt đơn luôn. Đấy, em về được khoảng tầm hơn 20 bình thôi. Đấy, không nhiều đâu. Đấy, các bác nhanh tay chốt luôn nhá. 110k cho một chiếc bình tưới cây 2 lít nha. Lâu lâu thì em lại về thêm cho bác một số cái mã hàng đồ sưu tầm này. Đấy, đi đây. Nay em về cho bác một cái mã hàng sưu tầm đó là con rìu sói nhá. Và em báo giá luôn. Sản phẩm này thì hiện tại đang có giá là 250.000 cho một chiếc rìu sói như này và bao ship đến tận nhà luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, hàng mới keo nguyên hộp luôn này. Đó, đây em lấy cho bác coi. Có phần vỏ bọc đầu rìu này, đấy, phần vỏ bọc đầu rìu này, thân rìu các thứ này, nguyên hộp nhé, bóc cho bác coi đây. Đó, con này thì hàng này của Nhật quá, hàng của Nhật đây. Kobe Style Japan này, đấy, carbon laser, đó, carbon laser. Hàng của nó thì sẽ là hàng liền thân nhá, tay cầm thì sẽ có ốp gỗ hai bên, ba đinh tán này, hai đinh tán nhá. Hàng vân gỗ lên rất đẹp này, tiết hoa văn trang trí rất ok luôn. Phần rìu thì sẽ có là một cái hình mặt sói ở đây nhá, rất ok đấy, các bạn nhìn rõ hình mặt sói luôn này, hình mặt sói. Đây phần đằng trước thì là lưỡi rìu cực kỳ sắc bén luôn, phần đằng sau thì là một cái đầu nhọn. Đấy, ví dụ các bác nào đi rừng đi phượt thì đầu trước mình dùng để chặt, đầu sau ví dụ mình có bổ biết các thứ rồi. Đấy, bổ chẻ củi rồi cũng ok, cầm chắc chắn lắm. Đấy, con này cầm khá là nặng, đầm tay. Chắc khoảng tầm 7 8 lạng luôn đấy, cầm nặng, đầm tay phết đấy. Đo cho bác về phần kích thước này. Tổng chiều dài nó rơi khoảng tầm là 27 này. Đấy. Chiều ngang này là vào là 17 này. Đấy, phần bản lưỡi rộng là đi 11 các nhá, bản lưỡi rộng là 11. Đó. Nói chung về các bác sưu tầm mua về đi chơi, đấy, đi rừng đi phượt xem quá ok luôn, sắc bén, phần lưỡi rìu rất sắc bén luôn nhá. Hàng liền thân thì các bác dùng yên tâm rồi. Đấy, chất lượng. Có phần lỗ này, rồi là dây đeo, dây đồ đi đầy đủ luôn và phần vỏ bọc đầu rìu. Đấy, các bác nào dùng xong thì mình có thể lấy cái vỏ bọc này các bác bọc vào để tránh tình trạng là nó bị va chạm với cái lưỡi gây sức sát các thứ rồi. Đó. Thì giá thì sẽ là 250.000 một chiếc nhá và bao ship đến tận nhà luôn. Hàng sẽ là hàng mới keng nguyên hộp nha. Thì cái lên mã giúp cho em sẽ là cái cây rìu sói sưu tầm. Đấy, hàng sưu tầm cây rìu sói nha. 250k một cây thôi nhá, 250.000 một cây, bao ship tận nhà luôn. Đấy là về cái mã hàng sưu tầm. Tiếp theo thì về luôn với bác, đó là cái mã dao SA78 này. Cái mã này chắc là nhiều bác biết về cái mã này rồi, nhưng mà hàng thì nó đôi lúc là nó rất là bất thường, lúc có lúc không ạ, lúc có lúc không. Đấy thì em báo giá luôn là đấy, về cái lô này giá nó rất là tốt, chỉ có 250.000 một cây thôi. Đấy, bên em bao ship tận nhà luôn. Lên mã em sẽ là cái cây dao sưu tầm SA78 nhá, SA78. Con này hàng của Mỹ quá. 250.000 một cây. Đây. Đấy. Dao bọc viết rất cẩn thận nhá, mới keng spang luôn. Colombia này, mã của nó sẽ là SA78 nhá. Đó, hàng thì cũng là hàng liền thân. Tay cầm gỗ ốp gỗ, vân gỗ này rất đẹp. Hai đinh tán này. Đấy. Bọc trước bọc sau đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, bọc trước bọc sau đầy đủ luôn. Hàng cái bao sắc mua bác luôn nhá. Đấy, hàng bao sắc các bác mua về sưu tầm, mua về chơi, mua về đi rừng, đi phượt. Đó. Có đi kèm thêm cho bác là một cái bao đựng nhảy nữa các bác nhá. Đấy, cái bao đựng nhảy thì lúc nào dùng thì các bác không dùng nữa thì các bác cho vào cái bao đựng này rất ok. Đấy, cài cúc các thứ vào ok luôn này. Rất đẹp luôn. Đấy, mình có thể là đeo vào phần thắt lưng nhá. Đây nó có cái lỗ sỏ để các bác đeo vào phần hông, phần thắt lưng. Đó, lúc nào dùng thì các bác rút ra xem. Ok luôn, rất đẹp nhá. Nói chung con này thì không gì phải chê về cái độ đẹp của nó rồi. Đấy, mua về sưu tầm, mua về chơi, mua về sử dụng, sắc bén ok luôn, sắc bén lắm. Con này thép cực kỳ sắc luôn. Dao sưu tầm SA78 nhá, SA78. Để em đo về các bác phần kích thước này. Sản phẩm này thì sẽ có tổng chiều dài là đi 30 các bác nhá, 30. Phần bản lưỡi của nó dài là 19 cm. Đấy. Bản rộng lưỡi thì nó rơi vào là đi khoảng tầm 4 cm nhá. Đấy, 4 cm. Đấy, bản rộng lưỡi nó rơi khoảng tầm 4 cm. Nói chung là cầm khá là vừa tay. Đấy, đây. Nó có cái phần ốp tay đây này. Đấy, cầm khá vừa tay. Đó, các bác sử dụng ok luôn. Dao sưu tầm mã sẽ là dao SA78 nhá. Đấy, SA78 có đi kèm thêm nữa là cả một cái vỏ bọc luôn nhá. Thì đây một bộ như này, một bộ dao này là cả dao và cả vỏ bọc nha. Sẽ là 250.000 một cây. Bao ship tận nhà luôn. Hàng của Colombia USA này. Đấy, USA mã sẽ là dao SA78 các nhá. Đó. 250.000 một cây bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay cũng về một cái mã hàng mới, rất là mới luôn. Đó là cái mã hàng ống nhòm nhá, có nhá, ống nhòm. Đấy, ống nhòm của Galileo này. Con này thì trước em cũng có bán. Đấy thì hôm nay tiếp tục về.
Và đợt này về với mức giá cũng rất là tốt, ưu đãi đấy bác, dễ mua luôn là 270 ngàn một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy bác nào hay đi du lịch này, hay đi ngắm chim ngắm cò này, ngắm thực vật động vật này, đấy rồi là đi rừng đi rú này, rồi là các bác hay đi xem đá bóng rồi, đấy các bác ngồi trên khán đài nó ở xa thì các bác mua ngay cho em cái con ống nhòm này. Nói chung là ứng dụng trong cuộc sống công việc rất là hữu ích luôn. Đấy, nó là một con ống nhòm nhá. Con này thì nó nhòm khoảng cách xa đến khoảng tầm 2 cây số luôn và cũng vẫn rất là rõ nét nhá. Hàng của Mỹ không nhá, Galileo. Đấy, con này thì mới keng nguyên hộp luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ gồm có là một cái bao đựng này, bao đựng này sẽ có cả cái dây luôn. Đấy, có cả cái dây khoác luôn nhá, có cả cái dây đeo dây khoác luôn này. Đấy. Nhân vật chính của chúng ta đó là ống nhòm. Ống nhòm bên trong nữa thì phụ kiện sẽ gồm có là cái khăn lau này. Đấy, khăn lau dây đeo cũng có kèm bên trong luôn. Đấy. Rồi đây là ống nhòm này. Đấy, con này có thể chỉnh theo cái cữ mắt của bác nhé, bằng cách là bác bẻ xoay ở đây. Đấy, bẻ xoay đây. Cái vòng này thì nó là cái vòng chỉnh lấy nét này. Đấy, chỉnh lấy nét nhá. Đấy. Ở đây nó có cái vòng là cái vòng chỉnh lấy nét này. Đấy, hai cái phần vòng chỉnh lấy nét luôn, một cái vòng chỉnh mắt này, một cái vòng chỉnh cự ly xa gần này. Đấy. Galileo. Và toàn bộ cái sản phẩm này đều có cái phần bọc đầu kính luôn nhá. Đấy, toàn bộ đều có cái phần bọc đầu kính luôn này. Đấy, đây, nó có 4 cái bọc ở đầu phần đầu mắt kính nhá. Để bụi biếc các thứ là nó không vào. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng xong là mình bọc cái này vào cho nó vừa chống sốc này, vừa nó không bị bụi biếc nó vào trong cái thấu kính này các bác nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ có là cái vòng xoay chỉnh nét cũng như là vòng xoay chỉnh chỉnh cái tiêu cự nhá. Đấy, chỉnh cái tiêu cự cái phần ống ngắm của bác nhá. Nói chung là đấy là về các bác cái này là nó chỉnh là nó theo mắt của mỗi người chứ không phải là chứ không phải là mặc định đâu nhá, vì mắt mỗi người khác nhau nhá, có người nhìn kiểu này có người nhìn kiểu kia nhá, nên là về các bác tùy chỉnh theo con mắt của bác nhá. Các bác xoay hai cái vòng này cho em này, đấy cái vòng ở đây này với cái vòng ở đây này, thì các bác xem cái kiểu nào nó phù hợp với cái mắt của mình thì các bác xoay cho. Đấy, sau đó các bác cho vào mắt, và nhiều bác có khi là mắt ở tầm này, hoặc nhiều bác là mắt ở tầm này, hoặc nhiều bác là mắt tầm này, thì các bác bẻ trong cái phần gọng này đi này. Đấy, cái phần gọng là các bác chỉnh này. Đấy, nói chung là nó có tinh chỉnh hết luôn, về các bác tự tinh chỉnh. Còn bên em gửi là ống nhòm nó sẽ nguyên này, đấy, nguyên bản này, để về các bác tự tinh chỉnh. Hàng này của Galileo. Đấy, Galileo thì một trong thương hiệu chuyên về những cái đồ ống nhòm, đấy, cho dân du lịch, dân thám hiểm nhá. Đấy, bán rất là chạy luôn. Con này thì đang có giá là 270 ngàn một chiếc nhá, và bao ship tận nhà luôn. Đấy, đây các bạn nhìn cái phần thấu kính của nó này, thấu kính của nó trong vắt luôn. Đấy. Và nhìn cực kỳ xa, con này nhìn khoảng cách tối đa lên đến khoảng tầm 2 cây số nhá. Cái độ gì nhỉ, này nó gọi là độ phóng đại thì là 20 lần thôi nhá. Đấy, 20 lần 20 x 50 này. Đấy, và cái kích thước và vật kính là 50 mm. Đấy, nó là hệ lăng kính đổi góc nhá, hệ lăng kính đổi góc. Và toàn bộ cái này thì nó là thủy tinh quang học chất lượng cao. Đấy, nên là dùng rất ok. Nói chung là cực kỳ chất cho một con ống nhòm này, các bác mua về sử dụng. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, các bác ngắm test thử chưa. Đấy, khi mà các bác ngắm test thử thì mình cứ xoay cho em hai cái vòng này nhá. Đấy, có cái vòng này thì các bác chỉnh theo tiêu cự mắt của bác nhá. Đây là một vòng, đây là hai vòng. Đấy, chỉnh theo tiêu cự mắt của bác xem nó phù hợp, đến lúc nào mà ok thì thôi. Đó. 270.000 cho một chiếc ống nhòm này, đầy đủ các phụ kiện này, nắp đậy các thứ này, rồi là dây đeo bao đồ thứ đầy đủ luôn, bao đựng các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy là 270.000 một cái bộ sản phẩm ống nhòm này các nhá. Lên mã em sẽ là cái ống nhòm 270.000, em bao ship tận nhà luôn, hàng của Balileo của Mỹ các nhá. Đấy, cái này thì trước bán khá nhiều, đợt là lâu lắm đấy, nó mới lại có hàng về. Đó, đi bác nào mà muốn vẫn còn nhu cầu với cái sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp nhá. Đấy, như em số lượng lần này nó về cũng có ít thôi. Đấy, thì các bác tranh thủ chốt nhanh luôn. Ống nhòm nhá, 270.000 cho một chiếc nhá, bao ship tận nhà luôn, hàng rất là chất lượng luôn. Đó, ống nhòm Balileo. Đây là các bác cùng xem cái đánh giá về cái sản phẩm này. Nói chung là em bán khá là nhiều rồi chứ, em bán nhiều lắm và hàng rất ok luôn. Đây, hàng chuẩn đứng từ tầng 23 nhìn xuống dưới vẫn rất rõ nét này. Shop đóng gói hàng siêu cẩn thận này, hộp phụ kiện đầy đủ, có dẫn dẫn của shop này. Đấy, điều chỉnh cũng dễ, cảm ơn shop nhiều. Đó, đúng với mô tả này, hàng ok đấy, phù hợp giá tiền. Đấy, đi xem bóng đá cái thứ này ok. Rồi là một con ống nhòm khá xịn sò chắc chắn này. Đấy, chuẩn bị đi du lịch nên mua để ngắm cảnh này. Đấy, shop giao siêu nhanh. Đấy, ok nhá. Toàn những cái phản hồi 5 sao và chất lượng sản phẩm rất là tốt luôn. Đấy, nói chung là rất ok nhá. 270.000 cho một chiếc ống nhòm nha. Đấy, bác nào mà chưa chốt tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, giá rất là ok mà hàng rất là xịn sò, chất lượng. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm một con ống nhòm nó chắc tay chắc nịch luôn, cầm thích lắm.
Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con tăng đơ cắt tóc này. Lên mã em sẽ cái con tăng đơ cắt tóc nhá. Con này thì bán siêu nhiều luôn. Đấy, dùng rất ok nhá. Các nào mà hay cắt tóc cho người già chị em, thậm chí các bác mua về các bác tự cắt được, ok luôn. Hàng bao sắc bao xài bác luôn. Sản phẩm đi nguyên hộp nhá, sẽ gồm có là một thân tăng đơ này. Đi kèm trong hộp thì sẽ gồm có là đi một viên pin, có nha, một viên pin. Bộ cữ này, bộ cữ. Rồi là bộ vệ sinh lưỡi cái đấy, cái thứ này, rồi là có một cái cục sạc nhà các nhá, một cái cục sạc này. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc sẽ là cái nguồn sạc 5V nhá, nguồn sạc 5V 2A. Các bác về có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vào. Đấy, cắm vào cái cục sạc điện thoại, sau đó các bác lắp pin và các bác sạc thôi. Đấy. Con này nó sử dụng cái pin là pin 18650, cái pin này thị trường nó bán rất là nhiều và bên em cũng đang bán luôn. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin thì bên em đang bán một viên pin này với giá là 20.000 thì mình có thể mua thêm pin. Phòng trừ ví dụ như các bác cắt nhiều thì mình có hết pin thì mình có pin mình thay. Đấy, và cái con này ưu điểm của nó là pin rời nhá. Pin rời nên là ví dụ như mỗi lần mà nó không may nó hỏng pin cái thứ rồi thì các bác rất là dễ dàng thay tháo và rất là dễ mua rồi. Đấy, pin này thì bán rất là nhiều, thị trường bán nhiều lắm. Đấy. 20.000 một viên này các bác nhá, 20.000 một viên này. Nếu mà các bác mua thêm, còn nếu mà không thì bên trong nó cũng đã có sẵn pin rồi. Đấy, đi về các bác tháo cái phần lắp đít ra này, lắp pin vào cho em. Đấy, lắp vào cái máy chạy luôn nhá. Đấy, lắp vào máy chạy luôn. Và các bác muốn bật tắt thì các bác bấm vào cái phần đít này cho em này. Đấy, bấm vào máy chạy nhá. Đó. Bấm phát nữa tắt đi. Đấy, máy chạy cực kỳ êm nhá. Đó, máy chạy rất êm. Và có cái phần bộ cữ ở đây này. Đấy, bộ cữ ở đây để các bác dùng cái cữ nào thì các bác lắp vào đây cho em là xài thôi. Đấy, hoặc các bác có thể cái này các bác cắt được. Con này nó là dòng tong đơ siêu sắc bén luôn, cắt rất là ngọt nhá. Đấy, cắt siêu ngọt bác luôn và máy chạy rất êm, rất khỏe nhá. Đó. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái con tăng đơ cắt tóc này với giá là đi 150.000. Hôm nay em xả kho bác luôn. Đấy, tăng đơ 150k, giảm luôn đấy bác, chỉ còn có 100.000 thôi. 100.000 cho một con tăng đơ này. 100.000 một chiếc nhá. Hàng mới nguyên hộp luôn. Đầy đủ phụ kiện, có gồm cả pin miếc đi kèm. Đấy, có cả pin đi kèm. Và lưu ý cho em là pin là sử dụng pin 18650 nhá. Pin này thì bên em đang bán thêm cho bác là 20.000 một viên nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm. Còn sẵn trong hộp thì nó có rồi, thì đầy đủ một bộ như này này. Đấy, đầy đủ một bộ như này, đầy đủ luôn, là cả một bộ này là 100.000 luôn nhá. Giá siêu tốt, siêu luôn. Siêu siêu dễ mua luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cạo đến đâu đi tóc đến đó, siêu an toàn, dễ sử dụng. Tông đơ điều khắc hình rồng đa năng, vừa dùng để cạo tóc vừa có thể dùng để cạo râu hàng ngày. Tiện lợi hơn mong đợi phải không nào? Tiết kiệm chi phí hàng triệu đồng không cần ra salon. Thay thế cho máy cạo râu thông thường, tiết kiệm chi phí cho nhiều lần sử dụng. Thoải mái tạo những kiểu tóc ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian. Tông đơ rồng dùng được cho cả người lớn và trẻ em. An toàn tuyệt đối cho da. Bố mẹ nào ngại đưa con ra salon cắt tóc thì có thể tự tay cắt tóc cho con của mình ngay tại nhà, đảm bảo chưa đến 5 phút. Thật bất ngờ, tông đơ còn có chức năng chấn viền, tato 1001 kiểu, quá đơn giản. Tóc dày hay dài đến mấy cũng có thể sử dụng được. Khi mua sản phẩm được tặng kèm 4 đầu lưỡi khác nhau, một chai dầu tra lưỡi, một bàn chải vệ sinh lưỡi cạo và một dây sạc USB tiện dụng. Nhỏ gọn nhưng tiện dụng vô cùng, mang theo bất cứ đâu, sử dụng bất cứ khi nào muốn. Thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng đồng hồ. Chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc. Đấy, lâu lâu đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, cắt rất là ngọt ngào các bác cửa vừa coi rồi. Đấy, cắt các kiểu lại luôn. Đấy, các loại tóc luôn nhá. Cắt cực kỳ ngọt luôn nhá. 100.000 cho một chiếc tăng đơ nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái lọ gia vị này, lọ đựng gia vị nhá, rất là hay luôn. Đấy, chất liệu bằng thủy tinh nên là các bác dùng rất là yên tâm. Đó, phần nắp thì là bằng nhựa nhá. Con này thì về các bác có dùng để đựng gia vị này, đựng mắm muối mì chính, đựng tiêu tiêu thứ vào đây này, rất tiện dụng nhá. Đấy, con này thiết kế cực kỳ thông minh. Về thì các bác mở ra, sau đó các bác lấy cho em cái thìa này ra này. Đấy, cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây nhá. Đó, cắm vào đây và lúc nào mà các bác dùng ấy, tháo cho em cái này ra. Các bác tháo cái này ra này. Đấy, lắp nó vào đây. Đó, lắp vào đây và lúc nào mà các bác cho mà mũi chính đây, lúc nào các bác dùng này, các bác tận dụng luôn cái thìa nó đã gắn sẵn đây này. Đấy, lấy các bác múc ra các bác tra nhá. Đấy, tra xong các bác đậy nó vào. Ok luôn. Đấy, vừa kín đáo mà lại có sẵn thìa đây. Bình thường là những cái thìa nó hay bị tụt bên trong, các bác lấy rất là khó. Nhưng con này nó thiết kế tích hợp là sẵn cả cái chuôi nó dính vào đây rồi. Đấy, lúc nào dùng là các bác lấy ra, các bác cho vào. Đấy, sau đó các bác đậy vào, ok luôn. Kín đáo ngon lành nhá. Cái này thì bên em đang gửi bác giá nó bình dân thôi, chỉ có 15k một chiếc nhá. 15k cho một cái lọ gia vị nhá. Lên mã thì em sẽ là cái lọ gia vị. Đấy, cái lọ gia vị đen. Lọ gia vị này đang có, sẽ có giá là 15k một chiếc nhá. 15.000 thôi. Đấy, chất liệu là phần trên là phần dưới thì là thủy tinh, phần trên là bằng nhựa nhá. Đấy, sử dụng rất là an toàn và ok luôn. 15k cho một chiếc lọ gia vị đen nhỉ.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chai xịt vệ sinh nhà bếp này, chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá, còn nó là dạng bọt nhá, dạng bọt. Cái chai này rất là dễ dùng thôi. Về thì các bác muốn vệ sinh nhà bếp nhà mình nó sạch sẽ thơm tho này, đấy, đánh tan những cái phần cặn vết bẩn mỡ dầu mỡ này trên bếp này. Đấy, thì các bác mua cho em cái chai xịt này về. Đây nó là dạng xịt bọt nha em. Xịt cho bác coi. Lúc nào mà các bác xịt thì các bác lắc đều nhá. Đấy xịt này. Đấy nó là dạng bọt nhá. Đấy các bác xịt trực tiếp cái bọt này xuống cái chỗ mà các bác cần vệ sinh, sau đó các bác dùng cái bàn cọ bàn chải các bác cọ đi. Đấy, và các bác dùng cho em một cái khăn khô các bác lau sạch đi là nó rất là sạch luôn. Đấy, cái này mùi cam nhá, hương cam rất là thơm, khử mùi tốt này, cũng như là nó sử dụng cái công nghệ, cái công thức là nó đánh tan những cái phần cấu trúc của mỡ, dầu mỡ đi. Nên khi mà các bác sử dụng là các bác lau nó sạch bong kinh kít luôn. Đấy, dùng rất ok. Nói chung là sử dụng nhà bếp chuyên dùng để vệ sinh khu vực nhà bếp này, bàn bếp ga này, máy hút mùi các thứ này, ok luôn. Một cái chai này là 500ml nhá, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Đấy xịt bếp đi. Đấy xịt bếp. Xịt bếp này sẽ có giá là đi bữa trước đang bán là 50, đợt này bên em đang giảm giá xả con có 40.000 thôi, 40k nhá, 40k cho một cái chai xịt nhà bếp này chỉ có 40.000. Đấy nó là dạng bọt thôi nhá, dạng bọt. Đấy, các bác xịt và rất là sạch luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy các bác sử dụng dùng để xịt vệ sinh bếp giáp này, sạch sẽ ngon lành luôn nhá. Đấy nó xung nó xịt rất là sạch. Đấy. Chuyên dùng để xịt bếp giáp những cái chỗ mà nó bẩn nó két lâu ngày. Đấy thì lên mã em sẽ là chai xịt bếp nhá, 40.000 cho một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm bên em cũng bán rất là chạy luôn, và với một cái mức giá thì cũng gần như là tốt nhất thị trường luôn. Hiện tại bên em đang bán một cái đuôi đèn cảm biến nha, với giá nó chỉ có 50.000 thôi. Bình thường là những cái shop khác đang bán 70-80.000 đấy, bên em chỉ có bán 50.000 thôi nhá. Lên mã em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến nhá, đuôi đèn cảm biến. Đấy, đang gửi bác là 50.000 cho một chiếc đuôi đèn cảm biến nha. Đấy thì về con này nó cái công năng sử dụng của nó là khi mà có vật thể chuyển động qua cái phần mắt cảm biến là tự động là cái đuôi này nó sẽ cấp nguồn điện và tự động là đèn nó sẽ sáng lên. Còn không thì khi mà không có ai chuyển động qua thì tự động là đèn nó sẽ ngắt đi nhá. Vừa tiết kiệm điện này vừa thông minh. Đấy rất là hay. Đây là cái nguồn vào nó về các bác lắp đặt này. Ở đây có hai cái lỗ để các bác bắn các bác bắn này để bắt vào tường nhá. Còn đây là cái phần mắt cảm biến này. Đấy khi mà có cảm biến chuyển động qua cái phần mắt này, đấy thì nó sẽ tự động là nó đèn nó sẽ sáng lên nhá, còn không thì nó sẽ tự động nó tối đi. Bên hông thì sẽ có hai nút nhá. Một nút chỉnh thời gian sáng trong vòng bao lâu, ví dụ như là 226 giây này, 32 giây này, 16 giây thì các bác xem ở cái chế độ nào thì các bác gạt đến cái chế độ đấy và các bác chỉnh nhá. Còn đây là cái trên này là cái chế độ sáng nhá, chế độ deep là chế độ ban đêm này, light là chế độ ban ngày này. A là đây này là chế độ cả ngày nhá. Con này nó có sáng được cả mà trời sáng nó cũng sáng được này. Đấy, hoạt động được luôn. Và trong điều kiện là cả ngày nó cũng hoạt động luôn. Hoặc là các bác để nguyên trong buổi tối nó với cảm biến cũng có thể ok luôn. Đấy, các bác thích nào, ví dụ các bác lắp ở đường đi lối lại này, gấp ở cầu thang này, lắp ở phòng nhà vệ sinh các thứ này. Đấy, rồi là những cái cổng giả nhà mình. Đấy, lắp làm một cái con bóng chống trộm cũng rất hay. Vậy ví dụ con trộm nó đột nhập cái nó tự động là nó sẽ sáng lên. Là nó cũng báo động cho chúng ta, hoặc là dọa trộm nó không sợ được coi nhá. Đấy rất hay luôn. Chỉ có 50.000 thôi. Con này nó sử dụng cái nguồn là nguồn 220 và cái đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Thì về các bác lắp cái này vào, sau đó là các bác lắp cho em cỏ bóng đèn vào đây là ok. Đấy đuôi xoáy rất ok luôn. 50.000 một chiếc nhá. 50k một chiếc. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế test cái con sản phẩm này để các bác cùng coi này. Đấy rất hay luôn. Đây. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em quất lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đó là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, giá đang gửi bác là 50k nhá. Đấy, và lưu ý em khi mà các bác mua hàng bên em thì các bác mua với hóa đơn là 200k. Đấy, 200k thì bên em sẽ miễn phí ship nhá. Trên 200.000 là
các bác xét là miễn phí ship rồi. Đấy, các bác muốn lấy thì lấy, cứ lấy hóa đơn trên 200 là miễn phí ship rồi các bác nhá. Đó, còn cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này thì bên em đang bán là 50k. Đó, quy cách hoạt động rất là dễ. Lắp đặt vào khi mà có người chuyển động qua là đèn nó sẽ tự sáng. Đó, còn không thì sẽ tự tắt. Đấy, đuôi của nó sẽ là vào là đuôi xoáy nhá. Nó cái đuôi phổ thông nhất hiện nay rồi, các bác lắp tất cả các loại bóng đèn hầu như bây giờ nó toàn dùng đuôi xoáy thôi. Đấy, 50k một chiếc đuôi đèn cảm biến nha. Còn vòi nước nhá. Vòi nước thì hiện tại bên em đang có cái mã hàng đó là cái mã vòi đôi. Cái mã này thì bên em bán khá là nhiều này. Đấy, đợt này nó về cái lô này. Cái lô này thì giá nó rất là tốt luôn, giá cực kỳ tốt và ưu đãi luôn. Đấy, đây. Inox 304 nhá, rất là xịn sò ngon lành như này. Đó, dòng vòi đôi này. Đấy, con này nó là dạng inox bóng nhá, inox bóng. Đó. Hàng của nó sẽ hàng khâu khóa đồng này, các bạn nhìn này. Đấy, khâu khóa đồng vàng chóe luôn. Đấy, gen sẽ là gen 21 nhá. Con này sẽ gồm có là một đường vào và hai đường ra. Đấy, có phần khóa độc lập riêng biệt nhá. Đấy, hai đường vào thì một đường vào thì sẽ có hai đường ra, và hai đường ra này thì đều có khóa độc lập hết luôn. Đấy, đều có khóa độc lập hết luôn để các bác dùng vòi nào thì các bác mở vào đấy ra các bác nhá. Đấy, dùng vòi này thì các bác mở vòi này ra, dùng vòi bên trong này thì các bác mở cho em vòi bên trong ra. Đấy, hai khóa độc lập riêng biệt luôn. Đấy, không liên quan gì nhau nhá các bác nhá. Đó. Inox 304 cầm chắc tay. Đấy, inox bóng nhá, rất là xịn sò ngon lành luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái đường gen 21 nhà mình là xài thôi các bác nhá. Đấy. Đó thì hôm nay em sẽ gửi bác một cái mức giá rất là dễ mua luôn nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái con vòi đôi này. Đấy, vòi đôi. Vòi đôi này thì đang có giá là 60.000 một chiếc nhá. Bữa trước đang bán cái con này là 90.000 này. Em đang xả kho bán cho bác dễ mua luôn, chỉ có 60.000 thôi. Đấy, bỏ qua cái giá 90.000 đi. Đấy, đang giảm giá xả kho còn có 60.000 nhá các bác nhá. Lên mã luôn em sẽ là vòi đôi. Chất liệu thì sẽ là inox 304 nhá. Đấy, hàng khâu khóa đồng. Đó, hàng khâu khóa đồng rất là xịn. Một đường vào nhá, và hai đường ra, và hai đường ra là đều có khóa độc lập riêng biệt luôn nhá. Các bác dùng vòi nào thì các bác mở vòi đấy ra. Đấy, dùng vòi nào vào các bác mở vào đấy luôn nhá. Đó. 60.000 nhá, 60.000 cho một chiếc vòi đôi inox 304 này. Đấy, 60k thôi. Giá tốt, các bác chốt nhanh luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vít V46 nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ vít V46, bộ này sẽ gồm có tổng là 46 chi tiết nhá. Đấy, mã của nó sẽ là V46 này, em báo giá luôn. Bữa trước thì đang bán là 160.000. Hôm nay em về một cái mức giá mới dễ mua luôn là 120.000 một bộ này. Đấy, 120k nhá. Bộ vít V46 nhá, sẽ gồm có tổng là 46 chi tiết. Đấy, gồm những cái đầu vít và những cái đầu khẩu nhá. Về các bác xoáy cho anh em thợ thuyền này. Đấy, rồi là các bác sử dụng gia đình đều được luôn. Đấy, anh em thợ thuyền xoáy máy móc đồ đạc này. Đấy, các bác sử dụng gia đình xoáy những cái đồ điện đồ dân dụng này, sửa chữa xe cộ các thứ này, máy móc ok luôn nhá. Trên này thì một lượt này sẽ gồm có là các loại đầu vít này. Đấy, các loại đầu vít. Dưới này thì là những cái đầu khẩu nhá. Đấy, những cái đầu khẩu sẽ ở đây sẽ gồm có là một cái tay lắc này, một cái cây vít này, một cái thanh xoáy góc khuất này, tay công các thứ, rồi là thanh nối dài đầy đủ để về các bác có cái là các bác xài luôn. Nói chung là full combo một cái bộ sản phẩm này là về các bác dùng cho em là quá ok luôn nhá. Đấy, tay lắc của nó sẽ là tay lắc có đảo chiều xoáy nhanh nhá. Đấy, có đảo chiều xoáy nhanh luôn. Đấy, có đảo chiều này. Đấy, lẫy gạt đảo chiều thôi nhá. Đó, quá ok luôn. Chỉ có 120.000 thôi. Đấy, sở hữu cho em là một cái bộ vít V46 chi tiết nha. Đấy, hàng nguyên trong hộp này nhá. Đấy, lúc nào mà dùng xong thì các bác lại xếp vào ngon lành gọn gàng. Đấy, lúc nào mà mình lấy cái là mình biết nó đang chỗ nào luôn. Đấy, rất là dễ dàng. Sắp xếp thông minh mà nó ok các bạn. Ok. Đấy, 120.000 một bộ nhá. Bộ vít V46 nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đúng không? Cũng là cái mã vòi nước, nhưng mà cái vòi này của nó là cái vòi đơn. Đấy, vừa nãy là em quay là cái vòi đầu tiên là cái vòi đôi, nhưng đây cái mã này là mã vòi đơn nhá. Và mã đôi này thì cũng là inox 304, nhưng mà cái dòng này nó là inox màu nhá, inox màu. Đấy. 304 này. Đấy, gen riếc là gen 21 nhá, cũng là khâu khóa đồng luôn. Đấy, con này tay gạt khá êm, ok luôn. Con này thì cực kỳ dày. Con này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi đơn các bác nhá, vòi đơn hoặc là vòi V21 đều được, vòi đơn nhá, hoặc là vòi V21 nhá. Vòi V21, con này thì sẽ có giá là đi 50k thôi, 50k. Đấy, hàng khá là chắc chắn, dày dẫn chắc chắn đây. Hàng cực kỳ dày, inox rất dày nhá. Đấy, tay gạt ngon lành luôn. Đấy, tay gạt rất êm ái, ok. Các bác dùng rất là bền. Bình thường là các bác mua ở cửa hàng hiệu người ta đang bán 70-80.000 một cái luôn. Đấy, bên em đang bán chỉ có là đi 50.000 thôi. Đấy, Su 304 này. Đấy, inox 100%. Cái con này nó là dạng inox màu nhá, inox màu. Còn cái con vòi đôi em vừa quay nó là inox bóng. Đó. Vòi đơn luôn nhá, vòi đơn, lên mã em sẽ là vòi đơn hoặc là vòi V1 nhá. Thì sẽ có giá là 50k một chiếc này. Đấy, 50k một chiếc vòi đơn nha. Đấy, vòi tay gạt. Và tiếp theo thì em lên mã luôn cho bác, đó là cái con củ chia, cũng liên quan về cái đồ điện nước này. Đấy, đây. Cái con củ chia nước nhá. Cái con này thì nó sẽ chia được ra một từ 1 ra 2. Đấy, từ 1 ra 2 này.
đây. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái nguồn vào và hai nguồn ra nhá, và nó có một cái tích hợp một cái khóa ở đây, một cái khóa vừa giảm áp lực nước này, vừa đóng mở nước ở đây luôn. Đấy, lúc nào mà các bác sửa chữa hoặc các bác muốn ngắt nước đi thì mình khóa thêm cái khóa này vào. Đấy, lúc nào mà dùng thì mình mở ra, hoặc là ví dụ như là nước mạnh quá mình muốn chỉnh nó yếu đi thì các bác giảm áp lực nó xuống, các bác muốn to lên thì các bác xoáy cái này, con này cho nó to lên. Đấy, gen của nó toàn bộ là gen 21 nhá, gen vào này và hai đường ra đều là gen 21 luôn. Ví dụ các bác lắp trong nhà vệ sinh, mình lắp một đường ra cái vòi xịt nhà vệ sinh nhá. Đấy, còn một đường này các bác chế vào trong két nước. Đấy, nói chung là cái con này nó sử dụng chế cháo. Các bác về chia cái đường nước ra, chia một đường ra thành hai đường nhá. Đấy, chia một đường ra thành hai đường. Và có phần khóa nước rất là thiết kế, rất là thông minh. Đó, cũng là inox 304 nhá. Đấy, su 304 này, cực kỳ dày. Hàng khâu khóa đồng luôn. Đó, quá ok. Con này thì bên em đang gửi bác giá thì cũng đồng giá luôn cùng với cái con vòi đơn thì sẽ có giá là 50k. Lên mã thì em sẽ là cái sản phẩm một cái củ chia nước nhá. Đấy, củ chia nước. Củ chia nước này thì đang có giá là 50k nhá, củ chia nước. 50k cho một cái củ chia nước này, chỉ có 50.000 thôi. Inox 304 nhá, inox 304. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con túi thể thao này, túi dành chuyên dành cho bác nào dân chạy bộ này, dân chơi thể thao. Đấy, các bác nhìn con túi đi các bác biết luôn. Đấy, nó là một cái con túi các bác đeo qua bụng nhá, đeo qua bụng rất ok. Thì các bác có ví dụ các bác muốn tập thể thao, các bác muốn mang những cái đồ vật dụng của mình đi, ví dụ như là điện thoại này, rồi là chìa khóa này, rồi là tiền này, rồi là chai nước này, thì các bác mua trong cái túi này về nhá. Đấy, thì mã của nó sẽ là túi thể thao. Cái này em báo giá luôn, túi thể thao này đang có giá là đi túi thể thao này sẽ có giá là đi 30.000 thôi, 30k một chiếc nhá. Đấy, chuyên dùng cho các bác dân chạy bộ, dân thể thao, dùng con này rất hợp lý. Đó, cái này thì đây, về các bác tháo cho cái phần đai ra. Đấy, các bác chỉnh cái phần đai nhá, xem nó có vừa với cái bụng của mình hay không. Đấy, các bác chỉnh nó cho nó thu vào và các bác chỉnh nó to ra đều được nhá. Và cái phần này của nó sẽ là phần dây chun. Đấy, phần cái đai chun co giãn nên là khi mà các bác đeo vào phần hông gần bụng ấy nó rất là ôm. Đấy, mà các bác chạy nhiều không lo nó bị rơi, nó bị tuột nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ thông minh. Và lúc nào ấy xong được bác lại cắm ấy vào. Đấy, và lúc nào mở được các bác tháo ra rất là nhanh gọn lẹ thôi. Đấy, dễ dàng tháo ra lắp vào nhá. Còn đây là phần đằng trước túi này. Đằng đây sẽ có một cái ngăn khóa để các bác ví dụ như là để điện thoại này. Đấy, để điện thoại rồi là để những cái phần tiền nong giấy tờ ở đây. Ở bên hông thì có một cái ngăn nhỏ này. Đấy, một cái ngăn nhỏ thứ nhá. Đấy, ngăn nhỏ này thì các bác ví dụ như các bác muốn đựng những cái đồ nhỏ, chìa khóa vào đây này. Đấy, và một cái phần này nữa để ví dụ như các bác phần này các bác dắt xem cái chai nước này. Đây. Để mà lấy một cái chai dắt các bác coi nhé. Đây, ví dụ ở đây em đang có một cái chai này. Đấy, một cái chai rất là to luôn. Đấy, các bác cho đây. Cho đây để các bác dắt cái chai nước đây. Đấy, sau đó các bác đeo vào. Đấy, mình vừa có nước mang đi này, rồi là điện thoại cái thứ các bác để bên này cho em này. Quá ok luôn. Đấy. Con này có giãn các bác có thể đeo một chai nước to lên cho em ok luôn. Đấy, nhưng mà nói chung là các bác đeo chai vừa vừa thôi. Mang chai to quá có khi chạy lại mệt ra. Đấy. Đó thì về các bác sử dụng chuyên cho anh em dân thể thao. Đấy, dân chạy bộ. Đó, các bác muốn mang đồ dụng cụ của mình đi mỗi lần các bác tập thể dục thể thao thì các bác mua trong cái túi này về. Giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 một chiếc thôi nhá. Đấy, thì lên mã giúp em sẽ là túi thể thao này. Đấy, túi thể thao. Đang gửi bác là 30k cho một chiếc túi thể thao nhá. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, cái này thì bên em bán khá là nhiều ở đây. Dân tập thể thao nhìn phát là biết ngay cái gì luôn á. Mình sẽ đeo thử lên trên người. Bây giờ mình sẽ bỏ thử cái điện thoại của mình vô đây xem có vừa hay không nha. Điện thoại này cũng khá là bự á. Vừa nha các bạn nha. Còn cái ngăn này á là một cái ngăn nho nhỏ thì mình có thể đựng được những cái vật dụng nhỏ, ví dụ như là chìa khóa hoặc là một ít tiền hoặc là cái phiếu gửi xe cho các bạn xem nè. Đó, nó chỉ bé bé như thế này thôi nha. Còn bên hông này á thì sẽ là cái chỗ để đựng chai nước để vào đây. À, nó còn có cái lỗ này nữa là để cho các bạn có thể luồn dây tai nghe nếu như mà các bạn vừa chạy bộ vừa nghe nhạc. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy nó bị quá lỏng hoặc là quá chật á thì mình có thể điều chỉnh ở cái phần bên hông, ở cái phần đằng sau này nha. Bây giờ mình sẽ chạy thử nha. Vẫn không có vấn đề gì xảy ra hết. Đây sẽ là một cái sự lựa chọn cho bạn nào thường xuyên tập thể dục mà luôn muốn mang cái điện thoại hoặc là một số vật dụng bên mình mà không cần phải bỏ vào túi. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, là 30.000 luôn nhá, 30k. Đấy, người mẫu vừa đeo cho bác coi về cái sản phẩm cũng như là test rồi là chạy bộ đeo chai nước là ok luôn nhá. Đấy, 30k rất là chắc chắn chất lượng luôn và đẹp. Đấy, tiện dụng. Đó, 30.000 một chiếc thôi nhá.
Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm cũng rất là hay trong cái dịp cuối năm này. Đấy, các bác mua về để mình làm quần áo nhá. Đấy, chuẩn bị quần áo là lượt dịp Tết nhất này. Đấy thì bên em vẫn đang cung cấp cho bác cái mã hàng đó là cái con bàn là hơi nước của Sokani. Con này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi mà dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, nó là dòng bàn là hơi nước thế hệ mới nhá. Cực kỳ thông minh. Đấy, mà là nó rất là nhanh. Mà cái hay của cái con này ấy, là các bác là các bác không cần phải mang bàn ra các bác kê kiếc kích ra các bác giải ra cả. Con này ví dụ như các bác quần áo các bác ở trên mắc các bác cứ thế các bác là luôn, không cần phải kê kiếc gì, nó đỡ mất công lằng nhằng. Đấy thì rất là dễ dùng. Đấy, sử dụng nguồn 220 nhá. Về thì trước khi bắt đầu các bác dùng thì các bác rút cho em cái này ra. Đấy. Bơm cho em một cái lượng nước vừa đủ vào đây. Đấy, nói chung là bơm đừng có đầy quá là được. Đấy, bơm tầm lưng lưng thôi này. Đấy, bơm đầy nước vào đây nhá. Sau đó là các bác lắp nó vào và các bác cắm một nguồn điện là các bác bật lên là xài thôi. Đấy, con này công suất thì sẽ là 1500W nhá và sử dụng điện 220. Đó, hàng của Sokani. Đấy. Đấy, các bác đóng vào đây, sau đó các bác cắm một nguồn điện và các bác bấm lên nó sẽ có đèn báo đây này. Đấy là cứ thế là cái lượng hơi nước nó đẩy nó phì ra, nó làm giúp quần áo phẳng rất là nhanh. Đấy là cực kỳ nhanh mà là rất là phẳng luôn nhá. Đấy, nói chung là các bác dùng con này các bác quên những cái con bàn là truyền thống luôn. Nó là dòng bàn là đời mới mà, nên các bác là nó nhanh á, là thích á. Đây là cái phần nút bấm này. Các bác nghe cái tiếng kêu này. Đấy, nó cứ tành tạch luôn nhá. Bấm cực kỳ thích luôn. Đó, ok luôn nhá. Đó, bàn là hơi nước nhá, em báo giá luôn. À, dòng bàn là hơi nước, bàn là thông minh với giá sẽ là đi 350.000. Hôm nay em xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, bàn là hơi nước này. 350k em xả luôn bác, giá chỉ còn có 310.000 thôi. Đấy, bác nào nhanh tay vào việc chốt luôn, bao ship cho bác luôn. Đấy, về các bác chuẩn bị đợt cuối năm là lượt quần áo nó phẳng phiu đi Tết nhất đi chơi này. Đấy, 310.000 một chiếc thôi nhá. À, đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Dùng cực kỳ ok luôn. Chiếc bàn là hơi nước cầm tay rất hot một năm về trước. Vậy thì không biết sau một năm sử dụng ấy, nó còn tốt không nhỉ? Cùng xem nhá. Về ngoại hình nó sở hữu một màu hồng nam tính bóng bẩy kèm một chút chảy xước theo thời gian. Chất liệu như ABS khá là bền. Nó có một nút bật duy nhất kèm một nút khóa nếu bạn dùng lâu đỡ bị mỏi tay. Một khớp giúp bạn gấp gọn sản phẩm. Công suất máy 1300W làm nóng gần như ngay lập tức. Cùng test hiệu quả nhá. Áo sơ mi. Đấy, có thấy không? Quần kaki. Chỉ có vài đường cái nó phẳng lì luôn. Test nhanh em ở đây các bác nhìn này, không cần phải giải quần áo ra hay như nào nhá. Con này cứ treo quần áo lên các bác vẫn có thể là được. Áo khoác tất cả đều dùng ngon. Có một điểm trừ nhẹ là cái bình nước này hơi bé, chỉ 130ml thôi. Với một người tỉ mỉ như mình ý, thì nó chỉ dùng được cho 2 cái áo sơ mi, 2 cái quần hoặc là 1 cái áo khoác to. Mẹo nhỏ khi đổ nước các bạn xịt thêm một shot nước hoa vào sẽ khiến quần áo bạn thơm hơn rất nhiều đấy. Sau một năm sử dụng ấy thì mình thấy nó rất là đáng tiền, xứng đáng là ngon, bổ, rẻ. Xứng đáng 3 chữ luôn nhá, xứng đáng 3 chữ luôn. Ngon, bổ, rẻ, chất lượng. Đấy. Con này thì bán quá nhiều rồi. Các bác là nói chung là yên tâm là về các bác dùng con này nghiện luôn. Đấy, quên những cái con bàn là truyền thống luôn. Thì em cũng đang xài một con khoảng tầm hơn 2 năm nay rồi. Dùng rất chất và nó là rất thích, là nhanh lắm. Mà phẳng cực kỳ luôn. Đấy, và cái con này nó sử dụng hơi nước này nên các bác là yên tâm nó không lo bị cháy đâu nhá. Đấy, là thoải mái luôn. Đấy, không lo cháy, không lo khét quần áo đâu. Đấy, 310.000 cho một chiếc bàn là hơi nước này. 310.000. Nói chung là các bác nên chuyển qua những cái mẫu bàn là đời mới như này, nó hỗ trợ những cái tính năng mới cũng như là những cái công nghệ mới giúp các bác sử dụng nó vận hành một cách tốt hơn cũng như là cho mình đem lại cho mình những cái hiệu quả nó tốt hơn nhá. Đó, 310k chốt đơn thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con cân tiểu ly. Đấy, để về các bác dịp cuối năm các bác cân công thức làm bánh này, rồi là các bác cân công thức nấu ăn này, cân gam, cân lạng này, cân mắm muối mì chính này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy, đó là dòng cân tiểu ly nhá. Một cái cân này thì cân mắc tối đa của nó sẽ cân được là 5kg nhá, cân được là 5kg. Đó, đây em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cân tiểu ly. Đấy, bên em đang bán một cái cân tiểu ly này với giá sẽ là 50k một cây nhá. 50k cho một cái cây cân tiểu ly này, chỉ có 50.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đấy, và sử dụng nhà bếp các thứ là rất là ok rồi. Đấy thì rất là dễ xài. Đấy thì về các bác quay cho em lật cái mắt đằng sau này. Đấy, lấy cho em hai viên pin con thỏ có loại nhỏ ấy, các bác lắp vào. Đấy, lấy em hai viên con thỏ này. Đây để em lắp này, em test bác coi luôn nhá. Đấy, lắp vào. Đó, lắp vào cái là nó sẽ lên liền luôn các bác nhá. Nói chung là con này tiện các bạn. Cân các thứ là mình theo dõi về cái kết quả về những cái định lượng để các bác làm công thức nấu ăn rất là tiện dụng luôn. Và lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác xài con cân này là các bác phải để những cái chỗ nào nó thật là bằng phẳng nhá. Các bác để những cái chỗ mà nó bị cập kênh các thứ ra
nó bị chênh vênh nhá, nó không bằng phẳng, hay là cân nó hay bị lệch cân lắm nhá. Các bác để ý chỗ nào mà cân nó thật là phẳng thì các bác cân nó chuẩn được nhá. Đây để em test cho bác coi này. Đây nhá, em sẽ cân thử cho bác coi luôn nhá. Đấy, em để một cái vật bất kỳ lên để cho nó cân này. Đó, đây. 112 gram này nảy luôn nhá, nảy luôn, nó hiển thị luôn cái thông số ở trên cái màn hình, hiển thị luôn. Đấy, hiển thị luôn nhá. Hiển thị luôn này. Đấy. 112 gram, các bác bỏ ra là tự động nó sẽ nhảy được không. Đây em thả tiếp đây. Đấy, cân lại này. À, 192 gram này. Đấy, 192 gram nhá. Quá ok luôn này. Đấy, rồi đây. Như như cân những dạng nhỏ nhỏ như cây bút này, rất là nhẹ này nhưng mà vẫn cân được luôn nhá. Đây. Đó, 15 gram nhá, 16 gram này. Đấy, những đồ nó rất là nhỏ nhẹ thôi nhưng mà nó cân được hết luôn. Đó. Đấy. Rồi những cái đồ mà to to một chút nha, chẳng hạn nặng nặng này một chút này. Đó. 153 gram nhá. Đấy, con này là cân mắc tối đa được là cân được là 5 kg á. Đấy, cân mắc cân tối đa. Đấy, được cân được là 5 kg. Đấy, khi mà cân thì nó sẽ báo luôn với cái hiển thị với cái thông số màn hình ở trên cái mặt cân này luôn. Đấy, và lưu ý em là các bác cân là như các bác để những chỗ nào nó thật là bằng phẳng nhá thì cân nó mới chuẩn được. Đó. Thì giá của nó sẽ là 50k một chiếc thôi. Về các bác cân định lượng, cân công thức nấu ăn, đấy, cân gam, rồi là cân ví dụ như là mình mắm muối mì chính nhá, mình cân định lượng xem mỗi loại bao nhiêu gam để mình làm công thức nấu ăn, công thức làm bánh các thứ rồi, rất ok luôn. Đấy, 50k một chiếc nhá, cân tiểu ly. Đấy, lên mã em sẽ được cân tiểu ly và cân mắc tối đa được là 5 kg nhá, 5 kg, nói chung là quá ok rồi. Với mức giá này các bác sở hữu cho em một cái con cân này thì dùng rất hay luôn đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái con bơm tẩu 12V này. Đấy, mấy em sẽ cái cây bơm tẩu 12V nhé. Cái cây này bán rất là nhiều. Đấy, các bác mua về sử dụng bơm xe đạp, xe máy, ô tô này. Đấy, đặc biệt là bác nào mà đi ô tô thì dùng con này quá ok rồi. Đấy, con bơm tẩu 12V của Toyota nhá. Đấy, hàng Made in Japan. Con này thì nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 12V đúng không ạ? Nguồn 12V nhá, nguồn 12V. Đó, thì đây là cái phần đầu nguồn vào nó này. Nó là cái đầu tẩu này. Đấy, nhà bác nào có ô tô thì các bác nhìn cái đầu này chắc là biết luôn này. Đấy, thì một đầu các bác cắm vào cái đầu tẩu trên ô tô, còn đầu còn lại các bác còn lại là bơm các bác dòng ra. Đấy, cái dây này chắc nó dài khoảng tầm 2 mét 2-3 mét. Đấy, các bác dòng ra để các bác bơm bơm xe ô tô như mình. Đấy, bơm xe ô tô này, bơm xe đạp, bơm xe máy này. Đấy, thì dùng cái nguồn chuẩn thì sẽ là nguồn 12V nhá. Đấy, nguồn 12V, công tắc bật tắt này, có cả cái nút bật tắt đèn, con này nó có phải tích hợp cả đèn luôn. Đấy, rồi là có phần đồng hồ đo áp suất cân này, áp suất hơi, áp suất cân xem còn bao nhiêu cân này, đấy, xem bao nhiêu cân. Đó, thì cái giá phải trả khi mà các bác mua sản phẩm này thì sẽ là đi 180.000 nhá. Lên mã em sẽ cái bơm tẩu 12V nhá, sử dụng cái nguồn là nguồn 12V nhá, là 180.000. Đấy, 180.000 đấy cái giá các bác phải trả khi mua cái sản phẩm này, là 180.000 cho một cái bơm tẩu 12V nhá. Đây em sẽ test nguồn cho bác coi luôn. Đấy, còn nếu mà nhà bác nào mà không có ô tô thì các bác có thể mua về để sử dụng bơm xe đạp, xe máy, thì bên em cũng hỗ trợ cho bác là cái đầu nguồn vào. Thì đây, đó là cái đầu tẩu cái nhá. Cái đầu tẩu cái này thì về các bác nào có cái bình ắc quy như mình ấy thì các bác lấy cái này, các bác kẹp trực tiếp vào cái bình ắc quy nhá. Đầu đỏ thì kẹp vào dương, đầu đen kẹp vào âm. Đấy, sau đó là các bác cắm cái này vào cái nguồn, cắm cái đầu nguồn của nó, của cái bơm này. Đấy, cắm vào đây. Đấy, và các bác bật công tắc lên là các bác xài. Đây em sẽ test bác coi về cái sản phẩm này. Đấy, test bác coi nhá. Đây, đây em đang có một cái đầu nguồn cắm nguồn 12V này. Đấy, cắm đây nhá. Đấy, cắm đây. Đấy, là lên luôn nhá. Máy chạy luôn. Đấy, máy chạy luôn, có cả phần đèn này. Đấy, có cả công tắc bật tắt đèn này. Đấy, công tắc bật tắt đèn ở đây. Đấy. Đây, đấy, còn đây là cái con bơm. Đấy, con bơm này. Bơm khá là khỏe luôn, bơm chạy rất là khỏe, rất là êm nhá nhá. Đây em bật cho bác coi một lần nữa này. Đấy. Các bác nhìn này, em hơi cái này. Đó. Cái lượng hơi nó ra rất là khỏe nhá. Vậy khi mà ép hơi cái là cái đồng hồ là nó lập tức là nó sẽ đẩy luôn. Đấy, đồng hồ lập tức nó sẽ đẩy luôn. Lực hơi, hơi lượng hơi ra rất là khỏe, rất là đều. Đấy, nên các bác bơm mô tô cho em thoải mái luôn. Còn các bác ví dụ các bác bơm các bác còn này các bác bơm xe đạp rồi là xe máy các thứ thì quá ngon rồi. Đấy, còn chưa nói ô tô thì còn ngon nữa. Đấy, còn xe đạp xe máy thì quá nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó. Thì sẽ là 180.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là cái bơm tẩu 12V. Đấy, 180k cho một cây bơm tẩu 12V này. 180.000 thôi. Đấy, sử dụng nguồn sẽ là nguồn 12V. Đó thì nhà bác nào không có ô tô thì mình có thể mua thêm cái đầu tẩu cá nha. Thì cái này mã sẽ là đầu tẩu cá nhá. Thì cái mã đầu tẩu cá nha thì bên em đang bán thêm cho bác, giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, 40k nhá, 40k cho một cái đầu tẩu cá nha.
Thì về các bác nào mà có cái bình nhá quy ấy, đấy, thì các bác kẹp cái này vào, sau đó là các bác cắm vào đây là các bác có thể xài được luôn. Đấy, còn là các bác nào có ô tô rồi thì mình về cắm ô tô, còn không mua ô tô thì mình mua cho em cái đầu tàu cá này về. Thì cái đầu tàu cá này với giá là 40k nhá, 40k thì các bác có thể mua thêm. Đấy thì đây nó có cái cổng nguồn ở đây rồi. Cắm vào đây cái là xài luôn. Đấy, cắm vào cái nguồn của cái đầu nguồn này. Đấy cắm vào đây. Còn phần này các bác kẹp vào bình. Đó là các bác xài có thế thôi. Là 40k là mua thêm cái đầu tàu cá nhau nhá. Còn nguyên thân bơm không thì sẽ là 180.000. Đấy, đây. Em ghi luôn vào đây. Đấy là cái đầu tàu cá nhá. Đầu tàu cá này thì sẽ là 40k nhá. Đầu tàu cá là 40k. Đây đầu tàu cá đây. Là 40k. Còn nguyên bơm thì sẽ là 180k. Đấy sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Nguồn 12V. Đấy thì khi mà các bác mua combo cả hai sản phẩm này thì được bao ship luôn là 220.000. Và bao ship nhá, vì cái hóa đơn thì em trên 200 là được bao ship đúng không ạ? Đấy. Là 220.000 bao ship, là các bác mua một bơm này, một cái đầu tàu cái này thì sẽ là 220.000 bao ship nhá. Đấy, còn các bác mua lẻ là bơm là 180, đầu tàu cái là 40 nhá. Đấy là tùy nhu cầu các bác mua. Nói chung là các bác dùng con này gia đình này, anh em các bác đi xe ô tô đi rồi làm cái con bơm này các bác dự phòng trên xô, lắm lúc mà hết hơi thì mình có cái này các bác trợ giúp vào luôn, cũng rất là thông minh. Nói chung là cái mức giá này thì nó quá bình dân rồi. Đấy, để các bác quá dễ mua rồi. Đấy, các bác bỏ xe ô tô lúc nào cần là mình có cái mình xài luôn, hoặc là các bác mua về dùng gia đình bơm hàng ngày cũng quá ok luôn đó. Mới đó là cái chai xịt mạ inox này, nhiều bác hỏi cái mã chai lắm này. Đấy thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã chai xịt mạ inox này, xịt bóng, xịt mạ inox rất hay. Đấy, về các bác những cái đồ vật nhà mình nó bị rỉ sét các thứ rồi thì các bác vệ sinh sạch sẽ bề mặt đi, sau đó các bác xịt vào đấy, nó mạ inox cực kỳ là đẹp luôn, nhìn sáng đẹp lắm. Cái chai này thì trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích nó quy đổi ra sẽ là 350ml nhá. Đấy và em báo giá luôn, một chai này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k một chai nhá. Lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá. Đấy xịt mạ inox này, xịt mạ inox đó, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k một chai này, 50k. Nó là dạng chai xịt mạ inox nhá. Đấy 50.000 một chai này nhá. Đấy nó là dạng xịt thì về các bác sử dụng thì các bác lắc thật đều lên, lắc thật đều. Đấy, lắp thật đều lên, sau đó các bác cứ thế là các bác xịt rồi thôi. Đó, đây em sẽ quay cho bác cái chỗ nhà em vừa xịt cho bác coi này. Đây nha, đây em xịt thử cho bác coi luôn nhá. Đây, mình thường đang rỉ sét này, em xịt thử cho bác coi luôn này. Đây em xịt nhá. Đó thì về các bác cứ lắc đều lên cho các bác xịt thôi. Đấy, có thấy không? Có thấy không? Nhìn nó bóng luôn nhá, có thấy không? Nhìn nó bóng luôn này. So với hai bên khác biệt nhau hả đây. Một bên nó đang xịt nhá, một bên nó bóng hẳn luôn, các bác nhìn này. Đấy, bóng láng luôn này. Như kiểu soi gương đúng như inox luôn nhá. Đấy, đó là cái chai xịt mạ inox này rất hay luôn. Về các bác sử dụng những cái đồ vật các thứ nhà mình nó đang rỉ sét, nó bị mất màu. Đấy, muốn nó mới lên thì các bác mua cái chai này về các bác xịt. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt sơn mạ inox hoặc là xịt sơn bạc đều được. Đấy, với giá sẽ là 50.000 một chai nhá. Một chai này dung tích là 350ml nhá, 350ml. Sản phẩm tiếp theo thì lên mã xả kho luôn các bác. Mã hàng đó là cái cây đèn ngủ đèn nấm này. Đấy, đèn ngủ đèn nấm nhá. Cây này thì bữa trước bên em đang bán giá là 30.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 15.000 một cây thôi, 15k cho một cái cây đèn nấm nha, 15.000 một cây nhá. Đấy, dùng rất hay, các bác mua về sử dụng làm đèn ngủ. Đấy, đèn ngủ đèn trang trí thứ là rất ok. Con này nó có cái phần mắt cảm biến ở đây này, khi mà các bác cắm vào là tự động là ban ngày nó sẽ tắt đi và ban đêm là tự động là nó sẽ sáng lên, các bác không cần phải công tắc hay nhiều cả, chỉ việc cắm vào điện thôi là nó cứ thế nó cảm biến ở đây, nó có mắt cảm biến đây này. Đấy, mắt nhỏ xíu này, đấy là tự động là ban ngày là nó sẽ tắt đi và ban đêm là tự động nó sẽ sáng lên nhá. Hình cây nấm rất là đẹp, các bác dùng làm đèn trang trí này, rồi là dùng làm đèn ngủ. Đấy, cái độ sáng nó vừa vừa và ánh sáng nó sẽ là ánh sáng màu vàng nhá. Đấy, ánh sáng màu vàng, cái nó không bị chói đâu các bạn, nó không bị chói đâu, dùng hay lắm. Đấy, nói chung rất là xinh, giá là chỉ có 15.000 một cây thôi, đang xả kho bán nhanh luôn, 15k nhá, 15k cho một cái cây đèn ngủ nấm nhá. Thì cái lên mã cho em sẽ là đèn ngủ nấm nhá, 15k. Đấy, rất là xinh. Về các bác tẽ tẽ ra một chút. Đấy, chỉnh đốn nó lại, sau đó các bác cắm trực tiếp vào điện. Rồi các bác xài đây em sẽ test cho bác coi này. Đây nha, đây em sẽ test cho bác coi nhá. Đấy, về nếu mà các bác muốn test ấy, về mà các bác muốn test mà các bác cắm vào ban ngày ấy, ban đêm thì nó cắm sẽ lên ngay, nhưng ban ngày là cắm nó các bác phải bịt tay vào đây này. Đấy, các bác bịt tay vào đây, cái nó sáng ngay, bỏ tay vào cái nó tắt này. Bịt tay vào cái này, bắt đầu nó sáng lên nhá con nhá. Đấy nó sáng lên này, bỏ tay cái nó tắt này. Bịt tay vào nó sáng này. Đó, đấy là cái chức năng cảm biến nhá các bác nhá. Về thì các bác muốn test thì các bác bịt tay vào đây này, bịt tay bịt kín vào nhá, bịt kín vào. Đấy thì nó mới cảm biến được, nó mới sáng lên các bác nhá. 15k một cây nhá, 15.000 một cây đèn nấm nhá. Đấy, rất nhiều những cái mã hàng đang được giảm giá xả kho. Đấy thì
các bác cùng đón xem video cũng như là cập nhật lại cái mức giá mới nhé. Nói chung là bên em hiện tại đang về những cái mức giá gọi là gần như hầu như là giá tốt nhất thị trường, bao giá thị trường luôn. Các bác đi đâu không phải là có những cái giá này đâu ạ, giá siêu tốt đúng không ạ? Dạ, và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là một số cái mã dao bên em đang gửi bác này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Cây này thì bên em cũng cập nhật luôn cho bác cái mức giá mới luôn. Bữa trước cây này đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có là đi 30k thôi, 30.000 đúng không nhá. Lên mã thì em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Cái này chuyên để các bác gọt hoa quả, là các bác sử dụng những cái món lặt vặt nhỏ nhỏ là xài cái cây này quá ok luôn. Hàng thương hiệu Asaka Made in Japan. Đó, quá xịn sò. Hàng này cái bao sắc bao xài bác luôn. Đây. Đấy, chữ Japan dập chìm luôn trên thân dao này. Đấy. Tay cầm cán gỗ nhá. Đấy, ốp hai bên 3 đinh tán cho em luôn. Hàng là hàng liền thân nhá, chắc chắn ok. Đó, chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm hơn 20 cm một chút này. Khoảng tầm 21-22 cm. Đấy, khá là vừa tay nhá. Các bác dùng để gọt hoa quả này, rồi là dùng những cái món lặt vặt là ok nhá. Đây, bao sắc bao xài bác luôn. Đấy, đây có nhìn này. Kinh khủng khiếp luôn. Nói chung là con này không sắc không lấy tiền nhá. Riêng con này không sắc không lấy tiền. Quá kinh khủng luôn. Đó thấy không? Quá kinh khủng luôn. Đấy, cái đường giấy nó đi mịn mịn này. Đấy, siêu sắc bén nhá. Mà giá thì bình dân luôn, giá siêu tốt, bao giá thị trường luôn. 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây, hàng của Asaka Japan. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Đấy, cây dao gọt hoa quả đang giảm giá xả kho bán nhanh, chỉ có 30.000 một cây thôi. Đấy, 30.000 một cây. Đấy, các bác nào nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Đấy, tốt nhất thị trường luôn, 30k dao gọt hoa quả nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ kẻ vạch kẻ chỉ này. Đấy, nhà bác nào mà đang muốn thay những cái chỉ đá hoa này, mình những cái vạch các thứ là nó bị ố vàng, các bác muốn nó mới hơn, sáng hơn, đấy, chất lượng hơn thì các bác mua cho em cái lọ này về. Đấy, chuyên để các bác kẻ chỉ vạch này, rồi đấy những cái chỗ nào mà tường tiếc các thứ là nó hở lỗ thứ à, những cái khe kẽ gạch kia nó hở lỗ thì các bác dùng cái này các bác chít vào nhá. Đấy, rất ok. Một cái lọ này là 300g. Đấy, và em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái lọ kẻ chỉ kẻ vạch này với giá sẽ là đi 50k nhá. 50k. Cứ lên mã em sẽ là cái lọ kẻ vạch nhá. Lọ kẻ vạch. Đấy, lọ kẻ vạch kẻ chỉ 50k cho một cái lọ này. Đấy, 50.000, nó là dạng keo nhá, dạng keo xi nhá, dạng keo xi đấy, về có bóc lớp ra này. Sau đó thì bên em có gửi kèm thêm nữa một cái đầu nhọn này, để những cái chỗ nào mà khe kẽ các bác lắp cái đầu vào để các bác bóp nó ra đều hơn. Đấy, mà nó ra từ từ. Đó, và lúc nào dùng xong thì mình đậy kín và là xài thôi. Đó, một lọ này là 300g nhá. Một lọ 300g được rất là nhiều, dùng thoải mái luôn. Giá là 50k một cái lọ này nhá. 50.000 một cái lọ kẻ vạch. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái lọ này bên em bán khá là nhiều, dùng hay lắm đây. Đó, đây. Chỉ cần bóp và kéo, hô biến căn nhà của bạn trở nên mới tinh và trắng sáng với chai keo kẻ chỉ gạch công nghệ Hàn Quốc này. Bạn không cần phải thuê thợ tốn tiền triệu để xử lý những vết ố vàng ẩm mốc trên sàn nhà. Với giá chỉ bằng 2 bát phở, bạn có thể tự làm một cách dễ dàng mà vẫn đẹp như thợ làm. Chỉ với vài thao tác đơn giản kéo, giúp phủ lên chỉ gạch một lớp gốm trắng siêu xịn sò, từ nhà bếp đến phòng tắm, nhà vệ sinh, giúp che đi những vết mốc, vết bẩn ố vàng, vết nấm mốc. Giải pháp ưu việt cho ngôi nhà của bạn, độ bền của lớp gốm có thể lên đến 5 năm. Sản phẩm có độ chống thấm cao, bền bỉ, mang đến cho căn nhà của bạn cảm giác tươi mới sạch sẽ như vừa mới xây. Sản phẩm được kiểm tra trước khi thanh toán, mọi người nhanh tay lên nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 50k. Lên mã em sẽ cái lọ kẻ vạch thì có đi kèm nữa, một cái đầu nữa. Đấy, 50k một cái lọ kẻ vạch nhá. Trọng lượng là 300g. Đấy, hàng của Hàn Quốc rất xịn luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con tai nghe AirPods Pro này. Con này thì bên em bán khá nhiều rồi. Đấy, dùng rất ok luôn, hàng mới nguyên siêu luôn nhá. Hàng tai nghe của Nhật Made in Japan. Nó là dòng tai nghe không dây kết nối với Bluetooth nhá. Đóng gói rất kỹ luôn ạ. Đó, dòng tai nghe không dây kết nối với Bluetooth cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, các bác không cần phải dây dạ để nhằng nhằng. Chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối vào Bluetooth là các bác kết nối với con này các bác nghe là ok rồi. Đó, đây. Hàng Made in Japan này, California Made in Japan này. Đấy, bên trong nhá. Mới nguyên hộp luôn nhá. Đấy, mới nguyên hộp luôn. Đó, đóng gói rất kỹ càng này. Đấy, design by in Apple in California, cái này sách dẫn sử dụng này. Nhân vật chính của chúng ta tai nghe. Đấy, tai nghe. Bên trong thì sẽ có là dây cáp sạc. Đấy, các thứ đầy đủ phụ kiện bên trong hộp. Đó, còn đi vào nhân vật chính nhá. Đó là cái con tai nghe này. Hàng mới nguyên siêu nhá. Đây, lấy cho bác coi. Đó, đây. Made in Japan này. Đấy, Made in Japan, quá xịn sò ngon lành luôn. Đó. Con này các bác mở nắp ra cái là tự động, là những cái máy nào bác dùng như máy iPhone ấy là nó sẽ tự động kết nối luôn. Còn những cái máy Android thì các bác tìm
tìm vào tìm tên nhé, vào tìm tên kết nối Bluetooth thì cái tên của nó sẽ là cái tên là AirPods Pro nhá, AirPods Pro thì các bác vào tìm đúng như cái tên này trên hộp này. Đấy là các bác tìm và các bác kết nối với cái con tai nghe này thì cứ thế nghe thôi. Và một cái lưu ý nhỏ nhỏ mà khi mà các bác xài cái sản phẩm này ấy, là các bác lấy ở cái tay nào. Ví dụ như là các bác lấy ở tay bên phải của các bác này. Đấy, ví dụ như em đang lấy ở tay bên phải của em này thì các bác sẽ đeo vào tay bên phải nhá. Đấy, lấy ở tay bên trái thì đeo vào tay bên trái nhá. Đấy, lấy ở tay nào thì đeo vào tay đấy nhá. Tránh tình trạng là các bác đeo nhầm tay. Các bác mà đeo nhầm tay là nó không đeo được vừa tay đâu. Đấy, không nhiều khi các bác lại đeo nó không vừa tay là các bác bảo là hàng nọ nọ kia kia. Đấy thì lấy ở tay nào nhá thì đeo vào tay đấy. Đấy thì nó mới đúng tay thì các bác phải đeo nó mới vừa, nó mới khớp tay được. Đấy con này nó có phần chức năng chống ồn này. Đấy chống ồn rất ok luôn. Đấy sử dụng ok. Nói chung cái này bán khá là nhiều rồi các nhá, bán khá nhiều rồi. Nghe được con này được mệnh danh là phòng ba di động luôn. Đấy bát căng nhá, bát căng nghe chắc sâu. Nghe chấm hết luôn. Đấy chấm hết luôn. Con này thì hôm nay em cũng giảm giá bán nhanh luôn, giảm giá bán nhanh luôn. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 250.000, hôm nay em còn ít nữa em thanh lý xả kho được cuối năm. Đấy, bán nhanh giảm giá cho bác luôn. Lên mã cho em sẽ là cái tai nghe AirPods Pro. Đấy, tai nghe không dây của Apple. Đấy, sản xuất tại Nhật các bác nhá. Giá bữa trước đang bán là đi 250.000, hôm nay em giảm giá xả kho bác luôn. Giá chỉ còn có 170.000 một cái thôi. 170k cho một cái con tai nghe không dây nha. Đấy. Hàng về các bác cứ tìm cái tên là AirPods Pro nhá, là các bác kết nối với Bluetooth của cái sản phẩm này. Đấy khi mà các bác kết nối Bluetooth thì các bác mở cho em cái nắp này lên này. Đấy mở cái nắp này lên là các bác kết nối với nó, là các bác lấy ra các bác đeo là các bác cứ thế các bác nghe thôi. Rất dễ dàng kết nối lắp đặt và sử dụng luôn. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây và các bác lại sạc cho nó. Đấy cứ thế thôi. Không cần dây dạo lằng nhằng và các bác cứ để vào đây là tự động là nó sẽ sạc nhá. Đấy cả hết pin thì cắm vào đây là các bác sạc. Bên trong là có dây cáp sạc đi kèm đầy đủ luôn. Đó là 170.000 nhé, 170.000 tai nghe không dây AirPods Pro nhé. Quận băng keo trong bay hai mặt bên em vẫn còn hàng để phục bác nhé. Đấy thì em báo luôn là cái quận bên em bán đang bán cái quận này dài là 5 mét này, với giá sẽ là đi 30k một quận này. Nhiều bác cứ thắc mắc bảo là cái quận này sao giá anh em cao hơn, thì em nói luôn là quận bên em đang bán là quận dài 5 mét nhé. Những cái số khác là người ta đang bán nó quận nó chỉ có 3 mét với là 2 mét thôi. Đấy bên em là bán cho bác là cái quận này dài là 5 mét nó được nhiều hơn các bạn. Nhưng mà giá của nó thì nó cũng không được, nó giá nó không cao lắm đâu. Giá nó chỉ có 30.000 gọi là nhỉnh hơn 50.000 thôi. Đấy. Nhưng mà bù lại là các bác được cái chiều dài hơn là 5 mét các bác nhá, 5 mét. Đấy, quận này là dài 5 mét này. Với giá là 30k thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái băng keo trong. Đấy, băng keo trong. Cái này nó có sẽ trong suốt nhá các bác nhá, trong suốt và nó hai mặt luôn. Đấy, dính được hai mặt nên các bác dính được rất là nhiều những cái đồ đạc các thứ là dính lên tường các thứ là dính mọi chất liệu luôn, dính rất hay. Đấy, băng keo trong hai mặt nhá. Đấy. 5 mét nhá, quận này 5 mét với giá là 30.000 một quận nhá, 30.000 một quận. Đây các bác cùng xem một cái video test thực tế về sản phẩm này. Cái này bên em bán khá là nhiều đây. Các bác cùng coi này. Liệu có thần đánh không? Cái này nó trong suốt nhá. Đấy có nhìn nó trong suốt này. Đấy đâu nó trong suốt nhá. Đấy hai mặt luôn. Dán tốt cho các bác ơi. Dính trên mọi bề mặt. Dính thử con iPhone rồi xem sao. Dính lên kính thì đơn giản quá. Dính thử viên gạch này xem sao. Dính gạch luôn nhá. Đấy bóc ra dính lên. Khoảng 5 giây. Chồng viên nữa ngon luôn. Cái này nó có một cái chức năng rất hay là khi mà các bác lột ra nhé, các bác lột ra là nó không bị dính bám trở lại. Đấy nên là các bác rất là dễ dàng vệ sinh cái bề mặt mà các bác đã dính ấy. Các bác rất là dễ dàng vệ sinh. Đó. Đấy các bác lột ra này, lột ra nó không bị dính nhá, lột ra nó không bị dính lại đâu. Đấy, lột ra đến đâu là sạch đến đấy luôn. Đó, dính gỗ ngon này luôn nhá. Dính tường sơn nhá. Đó, dính tường sơn luôn này. Rất là chắc chắn. Em có thể rửa đi dính lại được chứ. Đó, rửa đi dính lại được ngon này luôn. Sau khi test mình thấy quần băng dính này rất là đa năng, dính được cả thế giới, đáng mua. Đó, dính đa năng, dính cả thế giới nhá, đáng mua luôn. Một quận dài 5 mét này. Đấy thì với giá là 30k. Lên mã em cho cái quận băng keo trong hai mặt nhá. Đấy quận băng keo trong hai mặt. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái lọ cái thuốc tẩy lồng giặt này. Đấy. Giá thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là một cái hộp thuốc viên tẩy lồng giặt này với giá là đi 20k nhá, 20k. Lên mã em sẽ là cái thuốc tẩy lồng giặt này. Đấy, tẩy lồng giặt. Tẩy lồng giặt này chỉ có giá là 20.000 thôi. 20k một cái hộp viên tẩy lồng giặt một hộp này là 12 viên nhá. Một đây, em bóc cho bác còn một hộp. Một hộp là 12 viên. Cái này thì em nói luôn là nhiều bác cứ hỏi em là sử dụng như thế nào thì em nói luôn là cái này cực kỳ dễ sử dụng luôn. Thì
Về nhà các bác ấy có cái chế độ là máy giặt, bây giờ nó thường thường có chế độ là vệ sinh lồng giặt nhá, thì các bác bóc cho em mỗi lần các bác sử dụng một cái viên này, à 1 đến 2 viên này, thì các bác cứ bóc cho em 1 2 viên này, các bác thả trực tiếp vào trong lồng giặt. Sau đó là các bác bật cho em cái chế độ là vệ sinh lồng giặt nhá. Ở máy giặt nào cũng có, nó có chế độ là chức năng là vệ sinh lồng giặt, thì các bác bật máy lên, sau đó là các bác ấn vào cái chức năng đấy. Rồi bắt đầu là các bác đóng cửa play. Đấy là bắt đầu là nó sẽ kết hợp với cái viên này. Nó sẽ tẩy sạch những phần cặn bã, đấy, những cái chất cặn bã thứ giờ nó lâu ngày nó két bẩn. Đấy thì các bác tẩy sạch, nó sẽ giúp các bác tẩy sạch nhá. Tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy các bác cứ để ý khi mà nó xả nước ra cái nước đen ngòm luôn. Đấy cái viên này tẩy rất là sạch nhá. Đó thì một hộp này là 12 viên thì các bác có thể là sử dụng trong vòng 1 năm hoặc là 6 tháng đều được. Bác nào mà giặt nhiều thì mình có thể cho 2 viên một lần, mỗi tháng 2 viên. Đấy thì sẽ là một hộp là 12 viên thì chia ra là được nửa năm 6 tháng. Còn bác nào mà dùng nhiều, à dùng ít thì mình có thể là một viên một lần cũng được. Một viên một lần thì các bác chia ra là một tháng một viên. Đó thì một hộp này cũng có thể là sử dụng được. Bác nào dùng nhiều thì mình dùng cho em là 6 tháng, bác nào dùng nhiều thì nhiều thì 6 tháng, bác nào dùng ít thì dùng 12 tháng 1 năm. Đó các bác nhá, một hộp là 12 viên này. Với mức giá thì rất là bình dân, hàng rẻ, chỉ có 20k thôi. Cực kỳ sạch luôn. Đấy, viên vệ sinh tẩy lồng giặt của Nhật nhá, quá ok luôn. Sản phẩm lọ keo đa năng nhá, lọ keo dính đa năng. Lọ này thì bên em đang gửi bác giá một lọ keo đa năng này với giá sẽ là đi 20k một lọ nhá. Các bác lấy 3 lọ thì sẽ có giá là 50.000, 20k. Đấy, 20k trên một lọ này. 3 lọ nhá, 3 lọ là 50k. Đấy. 3 lọ 50k. Còn là bán lẻ là 20.000 một lọ nhá. Lọ keo đa năng các bác dính đa năng các chất liệu rất hay luôn. Đấy, con này dính hay lắm. Một típ này là 60 gram, một típ là 60 gram. Đó, cái này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi, bán kinh khủng khiếp luôn. Đấy, nó giá nó bình dân mà dính cực kỳ hay luôn. Lọ keo đa năng một típ là 60 gram nhá, sẽ có giá là 20.000 một típ bán lẻ. Còn các bác lấy 3 típ thì sẽ có giá là 50.000. Đấy, 3 típ là 50k, còn là lấy lẻ một típ là 20k. Đấy. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dính rất ok luôn. Là, nghe đây. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đấy, đây thực là tế loại về keo siêu sản dính phẩm xịn. nhá, đấy là cái lọ keo đa năng đang bán lẻ một típ là 20k, các bác lấy 3 típ nhá, lấy 3 típ thì sẽ có giá là 50.000, lên mã em sẽ có lọ keo đa năng 60 gram nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp viên thả bồn cầu. Đấy, hộp này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp này sẽ là 12 viên. Đấy, 12 viên. 20k một cái hộp viên thả bồn cầu nha. Đấy, cái này nó là dạng viên thả nhá, dạng viên thả. Cái này thì về các bác cũng có thể là thả vào két nước có nhá, hoặc là các bác thả trực tiếp vào trong bồn cầu thì mình giúp khử khuẩn này, làm sạch. Đấy, tiêu diệt vi khuẩn này, làm sạch, làm trắng khu vực bồn cầu mình nhá. Đấy, rồi là khử mùi, diệt khuẩn nhá. Nói chung là rất là nhạy luôn. Đấy, hàng của Nhật rất ok. Đây. Đấy, một hộp là 12 viên. Nó là dạng viên nhà. Đấy, dạng viên nhà. Thì về các bác cứ thả trực tiếp cái viên này vào trong cái gì nhỉ? Thả trực tiếp cái viên này vào trong két nước nhá. Thả trực tiếp vào trong két nước của các bác, thả trực tiếp vào trong cái bồn cầu này mình. Đấy, như nào cũng được. Đấy, nó sẽ tan dần ra, bắt đầu là nó sẽ khử khuẩn, khử mùi, diệt khuẩn, rồi là nó làm sạch. Đấy, làm sạch, làm trắng bồn cầu nhá. Đấy, làm sạch, làm trắng bồn cầu. 20.000 thôi, chỉ có 20.000 thôi. Mà một hộp này là được 12 viên luôn. Đấy, 20k một hộp viên thả bồn cầu 12 viên cũng nhá. Đấy, hàng của Nhật. Vừa về cho bác cái lô đó là cái máy chà gót này. Đấy, máy chà gót nhá. Cái này về chuyên để các bác chà gót chân nhá. Đấy, những cái gót chân mà chân nó bị da chết rồi, nó bị chai lì. Đấy, các bác muốn có một cái sản phẩm này, các bác chà những cái phần chai lì, những cái phần á sừng nó bị sần lên đấy nhá. Đấy, nó chai. Đấy, thì tạo cảm giác khó chịu đúng không? Mua cho em cái máy này về các bác chà nhá, rất hay luôn. Em báo giá luôn nhá. Lên mã cho em sẽ sản phẩm là máy chà gót này. Máy chà gót này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một chiếc máy chà gót nhá, chỉ có 70.000 thôi, dùng rất là hay luôn. Đây. Một con sản phẩm sẽ gồm là một thân máy nhá, đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc và có là hai cái đầu chà nhá, hai cái đầu chà. Một cái đầu kiểu dạng là nhám 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 thô và một cái đầu là
dạng nhám mịn nhá. Đấy, dạng nhám mịn. Đấy thì tùy theo nhu cầu các bác dùng đầu nào thì các bác lắp đầu đấy vào là xài. Đấy. Con này thì nó là dòng máy chạy pin các bạn, máy chạy pin. Đây. Đó, bật lên là máy chạy này, có thấy không? Bật lên là máy chạy nhá, máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, và khi nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đây nhá, dây sạc đây. Các bác cắm vô đây. Đó, và cái phần này các bác cắm vào cái nguồn điện 5V. Tức là các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại mà nguồn ra của nó sẽ là nguồn 5V, là các bác cắm vào đây là các bác sạc được cho cái máy này rồi, rất tiện dụng luôn. Đó, còn đây là máy này. Bật lên là chạy đấy, có thấy không? Bật lên là chạy, máy chạy cực kỳ khỏe nhá. À, phần phần thay lưỡi thì đây các bác nhá, em chỉ các bác luôn này, một tay các bác ấn vào đây này. Một tay các bác ấn vào đây. Đấy, và một tay các bác tháo nó ra. Đấy, và các bác lại lấy cho em cái lưỡi khác. Dụ các bác lấy cái đầu này, các bác lại lắp nó vào. Đó, lắp nó vào này. Sau đó là các bác lừa nó vào này. Đấy, lừa nó vào. Đó là nó sẽ vào, có thấy không? Rất là dễ dàng sử dụng và thay tháo nhá. Đấy, các bác bật máy này. Bật máy là cứ thế là máy quay thì em sẽ trà cho các con này. Đấy. Đó, con này trà khá là ngon nhá. Đấy, trà khá là ngon. Chuyên để các bác trà gót chân, các thứ những cái chỗ mà nó bị chai sần. Đấy, chai sần ra chết các thứ rồi các bác trà gót, trà kiếc các thứ ok. 70.000 có nhá, 70.000. Cái này thì không những là các bác dùng để trà gót mà các bác có thể ứng dụng được trong rất là nhiều việc luôn. Đấy, ứng dụng được trong rất là nhiều việc nhá. Máy trà gót đang bán là 70.000. Bữa trước này em bán là cái máy này, nhiều bác bảo là cái máy này dùng để đánh xăm xe. Đấy, nhưng mà nói chung là các bác cũng có thể dùng. Đấy là tùy nhu cầu, mình có thể ứng dụng trong nhiều công việc. Về xem thấy phù hợp với công việc nào thì mình mua cái máy này về. Đấy, và cái giá thành của nó thì cũng hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là máy trà gót nhá, có tích điện đầy đủ hết luôn. Là 70k một chiếc các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây súng mồi lửa này. Lên mã giúp cho em sẽ làm phẩm là cái cây súng mồi lửa nhá. Đó, cây súng mồi lửa này thì lần này nó cũng về cái lô mới, giá rất là tốt luôn. Đó, cây này về chuyên dùng để các bác mồi lửa này. Đấy, mồi lửa bếp này, rồi là thắp nến này, thắp đèn này, rồi là các bác mồi bếp các thứ ra. Đấy, những chỗ nào các bác cần mồi lửa các bác dùng cái súng này, các bác sử dụng rất hay luôn. Đó, điều này về lô mới em cũng sẽ báo giá, cái giá xả kho bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là súng mồi lửa nhá. Súng mồi lửa này, súng mồi lửa này thì bữa trước đang bán là 40.000, hôm nay em xả kho bác luôn. Giá chỉ còn có 20k thôi. 20k cho một cái cây súng mồi lửa này, 20.000 một chiếc nhá. 20.000 một chiếc, dùng rất ok. Có tích hợp sẵn đầy đủ là cả ga giếc trong này sẵn hết rồi. Và con này nó có cái phần lỗ bơm ga này thì khi mà nếu mà hết ga thì mình vẫn có thể là bơm vào và các bác tiếp tục sử dụng nhá. Đánh lửa tự động luôn. Đấy, bấm vào cái là tự động là ga nó sẽ lên luôn nhá. Đấy, ga sẽ lên luôn. Có phần điều chỉnh ga to nhỏ này, rồi là phần khóa chốt an toàn này. Đấy, các bác không dùng mình có thể khóa vào. Đấy, tránh tình trạng ví dụ như là trẻ con nó nghịch ngộ thì mình khóa cái này vào là xong nhá. Rất ok, lúc nào dùng thì mình mở ra. Đấy, và nó rất là to tát nhá, chiều dài nó rơi khoảng tầm hơn 20 cm. Đấy, các bác để trên ban bàn thờ này, rồi những bác nào mà mắt kém, đôi khi các bác cầm những con máy lửa nó nhỏ tí nó rất là khó tìm, nó hay bị lẫn vào đồ. Đấy, các bác mua cái này về, nó to tát, dễ cầm, chắc chắn này và nó dễ tìm, dễ tìm. Đó. À, chỉ có 20.000 đúng không nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là súng mồi lửa nhá. Đấy, súng mồi lửa đang xả kho thanh lý cho bác là 20.000 một cây này không nhá. 20.000 một cây này. Đấy, có đánh lửa tự động luôn. Có ga đăng ký sẵn rồi, về thì cứ thế dùng thôi. Nếu mà hết ga thì các bác lại bơm vào là tiếp tục xài. 20k lên mã giúp cho em sẽ là súng mồi lửa nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Bộ này thì hàng của Future, bộ này em bán khá là nhiều này. Các bác mua về sửa chữa này, xoáy xiếc những cái đồ nhà mình, rồi anh em thợ thuyền xoáy bộ này quá ok luôn. Đấy, một bộ khẩu hàng của Future rất là chất và dùng rất đa năng. Đây, đợi chú đem bóc hàng mới keng keng xe đen luôn. Đó, bộ này sẽ gồm có tổng là 12 chi tiết nhá. 12 chi tiết sẽ gồm là một cái tay lắc này, tay lắc 1/2 nhá, có phần đảo chiều. Đấy, có phần đảo chiều xoáy nhanh nhá, đảo chiều xoáy nhanh ok các bác luôn. Tay gạt đây. Đấy, đảo chiều xoáy nhanh các bác luôn. Đấy, đầu là đầu 1/2. À, phần tay cầm có bọc cao su nhá. Đấy, rồi là một cái phần đó là cái thanh nối dài. Đấy, những chỗ nào các bác cần dài ra thì các bác nối cho em cái thanh này vào. Đấy, và đi kèm là 12 cái đầu khẩu nhá. 12 đầu khẩu này thì sẽ có các cỡ là từ 8 cho đến 24 nhá. Đấy, cỡ nhỏ nhất sẽ là cỡ 8 và cỡ lớn nhất sẽ là cỡ 24. Các bác nhìn cái phần miệng khẩu này cực kỳ đẹp luôn. Hàng này hàng hãng nhá. À, bên em bao xài cho bác luôn. Nếu mà về mà các bác xoáy bị tình trạng nó bị tròn, nó bị chét những cái phần cái phần miệng khẩu này, nếu mà nó bị chét bị tròn ra, bên em bảo hành đổi trả bác luôn. Đấy, hàng cam kết là
chuẩn chính hãng của Filter, 100% là dòng thép CRV nhá, siêu cứng luôn. Đấy, siêu cứng. Đầu khẩu các cỡ là từ đây, từ 8 này. Từ 8 này sẽ gồm có 10 chi tiết này, đầu khẩu từ 8 cho đến 12 à, cho đến 24 nhá. Và đi kèm là một cái thanh nối dài này và một cái tay lắc 1/2. Đấy, tổng thì sẽ gồm là 12 chi tiết nhá. Đấy, 12 chi tiết thì bên em cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ khẩu. Bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy, bộ khẩu 12 chi tiết. Bộ này thì bữa trước đang bán là 190.000, hôm nay em xả nhanh bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có là 160.000 thôi, 160k nhá, 160k. Bán xả nhanh bác luôn. Đấy, bình thường là các bác mua bộ này phải khoảng tầm 190 đến 200 bộ luôn. Đấy, bên em bán giá cực kỳ sát bác, dễ mua luôn rồi. 160.000, một bộ khẩu cực kỳ đẹp. Đấy, hàng bao dùng bao xoáy bác luôn. Đấy, về các bác xoáy có tình trạng bị tuét, bị tròn những cái đầu khẩu này thì bên em đổi trả bảo hành cho bác luôn nhá. Đấy, và lưu ý cho em là sẽ gồm là 10 cái đầu khẩu nha, từ 8 cho đến 24 nhá, từ 8 đến 24, những cái kích cỡ phổ thông nhất để anh em thợ thuyền các bác sử dụng gia đình em thì có ok. Đấy, bộ khẩu hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Đấy, hàng hãng đàng hoàng chứ không phải là hàng chui nổ linh tinh. Bộ khẩu 12 chi tiết nhá. 160.000 một bộ này, 160.000 bộ nhá, bán nhanh xả kho luôn. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ sạc pin tiểu nhá. Hôm nay thì em cũng đại hạ giá cái bộ này luôn. Đấy, đại hạ giá luôn. Đấy thì một cái bộ sạc pin tiểu bao gồm là một cái đốc sạc như này. Đấy, và đi kèm cho bác là 4 viên pin. Đấy, 4 viên pin, công suất dung lượng một viên này sẽ là 700 mAh. Đấy, điện áp là 1.2V và pin của nó sẽ pin 2 chữ A nhá. Đấy, dòng pin to, pin 2 chữ A. Đấy, ví dụ về các bác lắp đồng hồ, lắp điều khiển các thứ này. Đấy, các thứ ra. Rồi là đa năng. Đấy, và cái dòng pin này hay của cái sản phẩm này là pin này là khi mà các bác dùng hết thì các bác lại cho vào cái đốc sạc này, các bác sạc đúng như kiểu là pin điện thoại ấy. Đấy, hết pin thì các bác lại lắp vào đây, các bác sạc và khi nào đầy pin thì mình lại lôi ra dùng, hết pin lại cho vào sạc, đầy pin lôi ra dùng, có thế thôi, như kiểu là pin điện thoại nhá. Hết thì các bác mang đi sạc và sạc đầy thì mình lôi ra dùng, dùng xong hết thì là các bác lại cắm ra sạc, có thế thôi. Đấy, một đốc này sạc được là 4 viên này và đi kèm nó là 4 viên luôn, thì một bộ sạc như này sẽ có giá là đi 70.000 một bộ thôi, 70k. Lên mã cho em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhá, bộ sạc pin tiểu đang gửi bác sẽ là đi 70k cho một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ sạc pin tiểu nhá, bao gồm là một sạc thôi nhá, một sạc và 4 viên pin. Đấy, là một bộ như này là 70.000 đúng không nhá. Đấy thì là cái bộ sạc nhá, đấy là giá của cái bộ sạc, thì là một bộ như này bao gồm là một sạc và 4 pin là 70.000 nhá, 70.000. Và cũng rất nhiều bác hỏi bên em là có bán pin lẻ kèm theo không, thì nhiều bác cũng muốn mua thêm pin. Đấy, muốn mua thêm pin thì em có luôn nhé các bác nhá, có luôn. Thì em báo giá luôn, bên em sẽ bán một cái lốc 4 viên pin như này với giá chỉ có là đi 30.000 thôi. Đấy, 30.000. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là pin tiểu thêm các bác nhá. Pin tiểu mua thêm. Pin tiểu mua thêm này. Mua thêm thì 4 viên nhá, 4 viên thì sẽ có giá là đi 30k đâu nhá, 30k thôi. Giá quá là hạt rẻ luôn. Đấy, 30.000 nhá, 30.000. Đấy, đợt này về cái lô này giá cực kỳ tốt. Đấy thì các bác mua một bộ là bao gồm là cả sạc cả pin rồi thì là 70.000. Còn nếu các bác muốn mua một cái lốc 4 viên pin mua thêm để về các bác dùng thêm thì một lốc 4 viên như này thì sẽ có giá là 30.000 nhá. Đấy, một lốc như này sẽ có giá là 30.000. Còn một bộ cả sạc cả pin thì là 70.000 nhá các bác nhá. Đấy, còn mua lẻ thêm pin thì là 30k cho một lốc nha, 30k là một lốc 4 viên luôn. Đấy thì các bác có thể mua thêm pin hoặc là các bác mua cả bộ về các bác có sạc các bác xài luôn được. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Giá cực kỳ tốt và ưu đãi luôn. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn. Đấy, tranh thủ đang ngay dịp cuối năm rồi, bên em đang sale giá nó rất là hạt rẻ luôn. Đấy, rồi tiếp theo thì em lên mã xẻ luôn với bác, đó là cái cây kéo may này. Lên mã thì em sẽ là cái cây kéo cắt may, kéo cắt vải nhá, kéo may kéo cắt vải. Cây này thì bữa trước đang bán là 190.000, hôm nay em cũng xả luôn cho bác luôn, giá sẽ là 150.000 một cây thôi, 150.000 một cây. Cây này thì nó là dòng kéo may cỡ 12 inch. Đấy, kéo may cỡ 12 inch cực kỳ sắc bén nhá, 12 inch này, hàng made in Japan đó, khâu của nó sẽ là khâu đồng nhá, hàng kéo cực kỳ dày. Đấy, tay cầm thì có phần bọc cao su chống trơn trượt nhá, hàng thì cứ bao sắc bao chất bác luôn. Đây, các bác nhận hàng kiểm tra thì các bác cứ test xem cái phần đầu kéo nhá. Kéo may là các bác cứ phải test cái phần đầu kéo của nó là chuẩn nhất này. Đó, thấy không? Bấm rất ngọt luôn nhá. Đấy, đây. Đó, thấy không? Cực kỳ ngọt luôn. Đấy, các bác cắt vải cắt viết cho em thì quá ok. Các bác nhìn được phần khâu đồng luôn này. Đấy, khâu đồng nhá.
cực kỳ là chất lượng luôn, hàng của Nhật các bác không gì phải chê về con sản phẩm này đâu. Đó thì lên mã giúp em sẽ là cây kéo cắt may nhá. Cây này sẽ đang xả nhanh cho bác luôn là 150.000 một cây, 150.000 một cây. Cây này chiều dài lưỡi của nó rơi vào là 20 cm cũng nhá, 20 cm, và tổng thể cả một cái cây kéo thì nó rơi vào khoảng tầm 30 cm nhá. Đấy, còn chiều dài lưỡi là 20. Thì ký hiệu của nó sẽ là kéo may 12 inch nhá, kéo may 12 inch, hàng made in Japan. Đấy, kéo may, kéo cắt vải. 150.000 một cây nhá. Lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng bên em thì hóa đơn trên 200k nhá. Nhớ giúp em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì bên em giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Rồi em sẽ đi vào những cái sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ngoài hàng đó, cái lọ keo vá tường này. Lên mã em sẽ cái lọ keo vá tường nhá. Đấy, một cái sản phẩm rất hay, các bác mua về dùng để vá lại cái tường nhà mình nó bị nứt nhiễu các thứ này. Đấy, đợt này nó bắt đầu đang dịp cuối năm rồi, các bác mua về để sửa nhà, sửa cửa này. Đấy, tường nhà mình nó đang bị ẩm mốc này, rồi là nó bị nứt niếc các thứ này. Đấy, rồi là nó bị bong bong chóc mảng vữa các thứ ra đấy, các bác mua cho em cái lọ này về. Đấy thì cái này rất là dễ xài thôi. Về các bác vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt mà các bác cần vá đi, sau đó là các bác dùng cái này. Đấy, xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp to này ra. Đấy, và các bác dùng cái nắp nhỏ này. Đấy, bóc cái lớp siêu này ra nhá. Các bác lắp cái cho em cái nắp nhỏ này vào. Và các bác phụt trực tiếp vào những cái chỗ nào các bác cần vá, và các bác dùng cái miếng miết này này, các bác dùng cái gạt này này. Đấy, thì bên em sẽ có gửi kèm cho bác cái gạt với cái đầu này nữa. Thì về là các bác dùng cái này để các bác gạt cho nó phẳng, nó đẹp đi. Đấy, khi mà khô rồi thì mình có thể là lấy giấy ráp, những cái dạng giấy ráp mà độ mịn cao ấy, thì các bác dùng để các bác đánh cho nó mịn. Đấy, và mình có thể sơn lại nhá. Cái này thì về nó dính, nó rất là dính luôn, và thứ hai là cực kỳ nhanh khô, và thứ ba là nó rất là chắc, rất là chắc. Đấy, rất là hay đó. Nói chung là cái này bên em bán nhiều, dùng hay lắm đó. Thì lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái lọ keo vá tường nhá, lọ keo vá tường. Đấy, lọ keo vá tường này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k cho một cái tip keo vá tường này, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, thì đi kèm thì bên em sẽ gửi kèm thêm cho bác là cái bộ dụng cụ để về các bác sử dụng kèm với cái lọ này. Đấy là 30k cho một lọ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ sản phẩm là keo vá tường. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này bên em bán khá là nhiều đây, các bác cùng coi này. Bong chóc, vết gãy, nứt từng lâu ngày trông thật bất mỹ quan. Bạn muốn tự mình sửa chữa nó đơn giản nhanh chóng. Keo vá tường, sản phẩm có đặc tính nhất mạnh và có thể che hiện tượng bong chóc từng hiệu quả. Áp dụng trực tiếp vào tường bị hư hỏng và nó rất dễ dàng để sử dụng. Sau khi khô có thể hàn lại với bề mặt tường ban đầu, rất chắc chắn và không bị bột. Chứa nhựa chống thấm để chống bám bẩn. Nó được sử dụng để sửa chữa các vấn đề về tường như hư hỏng tường trắng, nứt, chảy xước, chống rỗng, lỗ đinh. Đó, thực tế về sản phẩm nhé. Đấy, những cái vết nứt này, rồi là những cái chỗ mà nó bị bong chóc có thứ ở sơn vữa này thì các bác mua về, rồi những cái khe kẽ giờ các bác muốn bịt nó kín đi thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác sử dụng nhá. Rất hay luôn. Đấy, 30k cho một cái lọ keo vá tường nhá, 30k. Cái này thì mình em bán cực kỳ nhiều luôn đấy. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng, đó là cái lọ bột thông cống này. Lọ bột thông cống về các bác cống cho bác đang bị tắc này, rồi là cống nước nó chảy chậm. Đấy, cống cống thoát nước sàn này, cống nhà tắm này, cống bồn rửa bát, cống bồn rửa mặt này. Đấy thì cái này thì về rất là dễ xài thôi. Thì trước khi xài thì các bác bổ sung ít nước cho nó ướt cái cống đi, sau đó là các bác đổ cho em trực tiếp cái lọ này vào trong cống nhà mình nhá. Đấy, và nếu mà cẩn thận thì các bác chế cho em thêm ít nước sôi vào để nó tăng cái phản ứng hóa học của cái thuốc thông cống lên. Nó là dạng bột nhá các bác nhá, nó là dạng bột thì về các bác cứ đổ trực tiếp vào cái cống như mình. Đấy, sau đó các bác xả thêm ít nước cho nó tăng phản ứng, hoặc các bác đổ nước sôi vào cũng được. Đấy, cho nó tăng phản ứng hóa học lên thì nó sẽ giúp phân hủy hết những phần cặn bã, những cái chất nó làm tắc cái cống như mình nhá. Đấy, dùng rất là nhạy luôn. Cái này thì mình em bán khá là nhiều rồi. Nó đi lên mã giúp cho em sẽ là cái bột thông cống này. Bột thông cống nhá, bột thông cống thì sẽ có giá là 20k nhá, 20k cho một cái lọ bột thông cống nhá, chỉ có 20.000 thôi, dùng rất là hay luôn. Đó, 20k một lọ này. Dây phơi quần áo nhá các bác nhá, dây phơi này sẽ có chiều dài là 5m nhá, 5m một cuộn. Đấy, 5m một cuộn với mức giá là đi 15k nhá, 15k một cuộn dây phơi thôi, chỉ có 15.000, dùng rất là hay. Đấy, về bác nào muốn phơi quần áo, phơi chăn, phơi màn cái thứ gì thì về các bác sử dụng quạt đi. Đấy, quạt lên. Cái này thì hai đầu nó đều là có những cái móc này hết, hai đều đều có móc để các bác móc vào những cái chỗ nào các bác cần móc, sau đó các bác kéo căng ra để các bác phơi đồ, phơi quần áo ra. Và đây nó có những cái phần rãnh này. Đấy, để các bác quạt cái phần mắc áo vào nó không bị bay quần áo nhá, không bị bay rồi nó không bị rơi, bị rớt quần áo nhá. Ví dụ mặc dù là gió to là hay bị bay những cái mắc nó rớt quần áo xuống rất là dễ ấy, thì đây nó có những cái phần khe này thì các bác quạt những phần khe.
đấy, để nó tránh tình trạng nó bị không bị bay, không bị rơi mắc xuống nhá, rất là hay luôn. Thì một quặng này thì giá nó chỉ có 15 ngàn thôi đấy, toàn bộ nó là dạng cước các bạn nhá, dạng cước nó bện vào. Cái con này anh em dùng một sợi rồi, dùng khoảng tầm 5-6 tháng nay em để ở ngoài trời luôn các bạn nhá, mưa gió thoải mái mà nó cực kỳ chắc luôn. Em phải đảm bảo là cái dòng nó siêu bền, các bác cứ để ngoài trời cho em thoải mái luôn đấy, siêu bền luôn nhá, không biết nó dòng cái dòng cước gì nhưng nó bền lắm, ngoài trời nắng mưa thoải mái, không lo nó bị mục hay nhà không nhá, cực kỳ bền luôn đấy. Cái này thì ngoài chức năng dây phơi thì mình có thể là sử dụng làm dây buộc này, rồi là các bác mua này về đan thành những cái dàn để cho nó leo lên các thứ là cũng rất hay đấy, dàn leo cũng ok luôn, chỉ có 15 ngàn một quận thôi đấy. Một quận này dài 5 mét nhá, 15 mét lên nã thì em sẽ là cái quận dây phơi đồ nhé, dây phơi quần áo là 15k. Cái bút lấy dấu bằng đồng này, đấy, cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhé. Đấy, mỗi lần view các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, thì các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tất luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này là nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính được luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Nó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu, nó em báo giá luôn. Bữa trước cây này bên em đang bán là 50.000. Hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá. 30k một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá, 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test cho bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu cho bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh chưa? Đấy là kiếm tạch cá được. Đấy, đây em đang lấy vừa lấy ba cái dấu, nhìn thấy ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một vị trí nào đó thật là chính xác đấy các bác, ấn cho em cái. Đấy là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đấy. Đấy, thấy không? Nó kêu tạch tạch cái đấy, có nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5-6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá, 30.000 một cây. Tiếp theo thì đây lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô bóng đèn 3W nhá. Lên mã em sẽ cái lô bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W này. Đấy, rất là xịn sò, ok luôn. Đây, bóng đèn 3W nhá. LED 3W này. Bên em thì hiện tại đang có hai màu là màu trắng và màu vàng, thì các bác lấy màu nào thì báo cho em nhé, màu trắng và màu vàng. Đấy. Dòng này thì nó sử dụng điện 220, công suất của nó thì nó chỉ có 3W, rất là nhỏ gọn, các bác có thể lắp ở cầu thang này, nhà vệ sinh này, đường đi lối lại này, ví dụ những cái nơi nào mà các bác không cần quá nó sáng, đấy, gọi là ánh sáng vừa vừa thôi, nó đủ dùng thôi. Mà thứ hai là dùng cái này là nó an toàn, mà thứ hai nó tiết kiệm điện nhá. Đấy, căn bản nó tiết kiệm điện, mình có thể là thắp qua đêm cũng thoải mái luôn vì nó có 3W thôi. Đấy, các bác thắp nó rất là tiết kiệm điện luôn. Mà 3W thôi nhưng mà khá là sáng nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà khá là sáng đấy. Các bác thắp ở cầu thang, đường đi lối lại các thứ rất ok luôn. Đấy. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái bóng đèn 3W nhá. Bóng 3W này, bóng 3W bên em đang gửi bác là 10.000 một quả này, 10k một quả nhá. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu trắng và màu vàng, các bác lấy màu nào các báo cho em nhé. Đấy, màu trắng màu vàng bằng giá nhau luôn là 3 là 10.000 một quả nhá. Lên mã giúp em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W 10.000 một quả nhá. Đấy, đây công suất 3W, đấy, sử dụng điện 220, đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá.